Nhưng mọi người mạng đỡ hơn chứ, bởi vì bình thường là livestream của em là cực kỳ ít khi cái livestream nó có vấn đề về mạng luôn ấy. À cực kỳ ít khi. Với là như này nhá, tối hôm nào mà tối hôm qua, ví dụ như tối hôm qua em lên livestream vào tầm giờ này là em biết ngay tại sao em có vấn đề về mạng. Biển comment dã man mà khách không chia sẻ livestream được hay sao ấy. Biển comment rất là nhiều luôn, bởi vì sao? Bởi vì là bình thường nhá, nếu như mà tối hôm qua em lên livestream nhá, Linh Xu ơi, có thấy Linh Xu rồi này, tối hôm qua em lên livestream một phát gần 400 lượt xem luôn. Lúc nào cũng phải rơi tầm khoảng độ 200-300 lượt xem. Thế nếu mà bây giờ mà livestream có vấn đề thì chứng tỏ là hôm nay clip bị ẩn dã man luôn, clip vừa rồi cũng thế. Mọi người xem cái mạng ổn định lại của em chưa cái, xem của em cái mạng ổn định chưa để em livestream nào. Rất là nhiều mã đẹp mở đầu cho em, cái mã này đang định bán hôm nay cực kỳ nhiều len, mong tôi ghi giá rẻ luôn, em phải lấy lại caption thay lại là bộ quần áo cho nó gọi là nó đổi phong thủy cái. Mọi người chia sẻ livestream cho em nhiệt tình nào. Một cái mã này lên cho em coi như là bù cho em, cái mã này rất đẹp, mặc vào cực kỳ xinh. Mã này mọi người mặc với váy này, từ cái dáng len của nó là len sần nhá mọi người nhá, len sần, cái mã này cực kỳ cao cấp luôn. Em nhập cái mã này rất là đắt, nhưng mã này hôm nay cho em bán cho em giá vừa bán vừa tặng luôn, bởi vì cái giá này mọi người mua ngoài shop cũng không có luôn. Đi đây này mọi người nhìn đồ em này, cái mã này comment cực kỳ đẹp. Mã này mọi người này, cái cổ của nó nhá, đây em cho mọi người xem này, cái mã này mặc rất đẹp đây, cái cổ của nó này rất đẹp này, từ cái chất len sần. Mã này mọi người mặc với chân váy như em đây, em đổi phong thủy đây, cái mã này mặc với chân váy thì khỏi chê luôn, ngực to mà cái len này mọi người nhìn đồ em này, cái len rất đẹp luôn này. Đây mã này mặc với chân váy cực kỳ đẹp luôn này, mã này mặc với chân váy thì xuất sắc luôn, mặc với chân váy thì siêu xuất sắc luôn, mà gọi là rất là xinh luôn. Mã này mọi người mặc ngực sẽ không bị nhỏ, mà ngực mọi người mặc rất to, mà eo nó thon nhưng mã này mặc eo cực kỳ thon luôn. Mã này ok, chị Nguyễn Lê Linh ơi, sẽ có len phao, sẽ có dạ, nhưng mọi người cứ từ từ nhá, sẽ có hết cho mọi người này. Mã này đầu tiên, mã này mã bao nhiêu đây ạ? Mã 05 cho em bán giá tặng, nhưng mọi người mỗi lần mỗi người chia sẻ livestream cho em, bởi mã này có 4 cái cho 4 chị nhanh nhất. Mã này bán cho em là 45.000, mã này rất đẹp. Thực sự màu này 45.000 cho em chỉ áp dụng cho 5 chị chia 4 chị chia sẻ nhanh nhất cho em thôi. Mã này em nhập rất là cao, mọi người mua ở ngoài nó phải rơi tầm khoảng 150.000 thực sự luôn. Len sần này mọi người nhá, cái nhìn cái áo như mọi người cầm ở ngoài này mặc rất nhẹ. Đó là cái hàng len sần cao cấp luôn này. Em nhập cùng với chỗ Hot Girl toàn bán 250.000 thôi mọi người ạ, thực sự luôn đấy. Phạm Thúy Anh ơi, chân váy này em mua không có. Không có chỉ mã 05 cho em này. 45.000 mã này rất đẹp, mặc với chân váy cực kỳ đẹp. 45.000 cho em mã này, em bán còn rẻ hơn cả giá ấy luôn. Ok chị Ngân Hà Nguyễn này, mã này ai to nhỏ mặc được hết này, Ngân Hà Nguyễn cho em này. Ok 45.000 này. Mã có mấy đấy ạ? 05 cho em 45.000 các chị ơi, 05 cho em 45.000 rất đẹp. Toàn bộ đều là mã 05 này, Nguyễn Thanh Lan có hàng ạ. Nguyễn Thanh Lan có hàng cho em này. Nguyễn Thanh Lan trên số điện thoại này, ok 05 chốt cho em nữa ạ. 45.000 em áp dụng 4 chị chia sẻ nhanh nhất thôi. Mã này len sần nhá mọi người nhìn thôi ạ. Ôm vào body cực kỳ đẹp, Hoa Nguyễn không giấu có hàng ạ. Hoa Nguyễn không giấu có hàng cho em nha, các tình yêu có nhận đơn cho em xin số điện thoại này. Cực kỳ xuất sắc luôn, mã này mặc ngực rất to. 45.000 dành cho 4 chị chia sẻ nhanh nhất thôi ạ. 45.000 dành cho 4 chị chia sẻ nhanh nhất cho em. 45.000 dành cho 4 chị chia sẻ nhanh nhất cho em, lên một mã này cho em, mã này cũng rất là cao cấp. Em mặc cái áo cộc len này cả. 05 chốt tiếp cho em, 0505 mọi người chia sẻ mạnh tay lên, cái livestream của em hôm nay lên view rất là chậm. Em không hiểu lý do tại sao, bởi vì hôm qua ngay như tối hôm qua 05 này. 45.000 áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream mạnh tay cho em để em cho em tăng tương tác, em xem tại sao hôm nay cái livestream của em lại bị chậm. Thế mà em bán giá rất là rẻ luôn. Cực kỳ sốc nếu như mọi người chia sẻ livestream cho em. Trời ơi 05 đẹp lắm. Hello chị Suri, view mày lên rất chậm. Không cái mã len vàng cho anh ơi. 0505 cho em 45.000, còn một người cuối cùng nhanh tay. 05 chốt cho em nữa ạ. 05 cho em này, Nguyễn Thanh Lan có hàng rồi, Hoa Nguyễn có hàng nha. 05 chị Duyên Nguyễn có hàng này, chị Duyên Nguyễn này, Duyên Nguyễn nào đây ạ? 05 chị Duyên Nguyễn cho em, chị Duyên Nguyễn này địa chỉ đâu cho em, xin lại cái địa chỉ tỉnh chị ở thôi nha đây. Một cái ma len vàng rất đẹp rồi đây. Nguyên một cái cọc này hôm nay em sale cho mọi người giá sốc luôn này. Chia sẻ mạnh tay cho em tại sao hôm nay view lại lên chậm thế, hôm nay nhận hàng rồi chế. Ừ eo ơi Go Home ơi, cái mã Go Home, cái mã đợt em vừa lấy cũng là mã đẹp này. Eo ơi cảm ơn nhá Go Home. Một đống áo, trời ơi đơn sau của em có bao đi chưa chị. Hoa Vũ ơi, ok Hoa Vũ này, lên cho em một bán này, chia sẻ mạnh tay cho em mã này bán giá sốc luôn, mã này rất đẹp. Có đúng 10 chiếc thôi, màu len nâu cực kỳ tây, nó là hàng xuất nhá, hàng này hàng đẹp quá lắm luôn này mọi người nhìn này. Hàng này hàng len len dáng mỏng thôi nhưng mặc rất đẹp, màu cực kỳ tây luôn này, nhìn tụi em này. Chất len rất đẹp luôn, mã này cho em này, mã bao nhiêu đây ạ? 06 cho em, trời ơi cái mã này mặc với chân váy thì cực kỳ xinh luôn. Mã này một cái mã em bán cho mọi người nhìn hộ em cái chất len này. Màu này cực kỳ tây, màu này tây lắm, màu này nó giống kiểu màu nâu ngoài nó rất là màu nâu. Mã này mọi người mặc với chân váy này. Đẹp xuất sắc luôn, em đứng lên cho mọi người xem nha. Cái hai đường like của nó mọi người mặc với chân váy, mã này mặc trắng da dã man luôn. Mã này bao nhiêu đây ạ? Chia sẻ livestream này, mã này mọi người mặc với chân váy như em rất đẹp này, chân váy xòe như em này. Thành một cái set cực kỳ xinh luôn nha. Mã này mọi người mặc với chân váy xòe hoặc quần bò cho em, thành một cái set rất xinh. Mã này mặc cực kỳ trắng da luôn này, mặt em trắng luôn này. Rất đẹp, len rất đẹp cho em. Mã này chia sẻ mạnh tay cho em, lên một mã nữa, mã 06 cho em, bán cho em mã này là giá 65.000 ạ. Mã này thực sự em bán là lỗ luôn, bởi vì chất len rất đẹp.
Mao bao nhiêu đây ạ? Mao bao nhiêu đây ạ? 65.000 một cái áo này, mọi người mặc cái chân váy xòe cực kỳ xinh nhưng phải chia sẻ mạnh tay cho em. Chứ một cái mã mọi người nhìn này, cả một cái cọc len dày như thế này. Nên là mọi người chia sẻ lên mạnh tay cho em nhá. Hôm nay view lên rất chậm, không hiểu lý do tại sao luôn. View lên rất chậm luôn này. Mã này 06 cho em này, Nguyễn Hương Ly chia sẻ mạnh tay cho em. Mã này mặc chân váy rất đẹp này. Nguyễn Hương Ly cho em này, ok ạ. 65.000 một cái áo thôi ạ. 65.000 cho em này, ok này. 06 Phạm Thúy Anh cho em này. Phạm Thúy Anh này. Trời ơi, ẩn dã man luôn. Phạm Thúy Anh cho em này. 65.000 cho em này, nhanh tay cho em nhá. 06 cho em này. 65.000 cho em, ok chị Duyên Nguyễn, ok ok. 06 65.000 cho em này. 06 65.000 cho em. Phạm Thúy Anh có hàng này. Thúy Thúy có hàng, một mã này 65.000 nhá. Thúy Thúy cho em có hàng này. 06 cho em này, Nguyễn Hương Ly có hàng rồi nhá. 65.000 một cái áo nhân mặc. Trang Thu có hàng này. Trang Thu là Trang Thu nào đấy ạ? 06 Trang Thu có hàng, ok này. Mã này rất đẹp luôn này, cả một cọc này cho em luôn. 06 cho em này. 65.000 thôi ạ. Ok, Bích Phương có hàng ạ. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Bích Phương có hàng cho em ạ. 65.000 một cái áo này đẹp mê ly luôn này. 06 chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. 606 Vest Chip có hàng. Mã này mọi người mặc với chân váy xòe hoặc chân váy xếp ly cực kỳ đẹp luôn ạ. 65.000 cho em này. Ok, 06 Hương Hương có hàng này. Một áo dày như này em bán có 65.000. Hương Hương có hàng, Trang Thu có hàng nhá. Hương Hương có hàng cho em này. 65.000 cho em này. Tất cả các tình yêu có đơn đây. Mã này mọi người mặc này, mặc với cả chân váy thì nó em cái áo này chất cực kỳ mịn luôn, mặc rất đẹp mà ấm nhá. Nó là chất len mỏng thôi, mọi người mặc với chân váy xếp ly cực kỳ đẹp. Đây em đứng lên cho mọi người xem này, còn đúng 3 chiếc nữa là hết này. Mã này mặc xinh dã man luôn. 06 cho em, 06 cho em, còn đúng 3 chiếc em bán 65.000 một mã này. Em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream bởi vì tối nay view lên rất chậm. Bình thường thì em livestream thì nó Hương Hương có hàng, Hương Hương có hàng rồi không. Mọi người cố gắng hạn chế đừng spam cho em nhá. Nếu như mọi người spam thì sẽ bị trôi tin nhắn. 06 chị Nguyệt có hàng này. 06 chị Nguyệt có hàng này. Chị Nguyệt có hàng cho em này. 65.000 cho em, mã này rất là mềm luôn này. Hàng một cái áo dày dặn luôn. Nguyễn Thanh Lan có hàng cho em này. Có số điện thoại rồi này. 0983 này. 894 065 06 này. Ok, 06 Nguyễn Thanh Lan có hàng này. Mã này mặc xinh lắm luôn ạ. Nguyễn Thanh Lan cho em này. 65.000 cho em. 06 còn một người nữa này. 06 này. Mã này mặc với chân váy xếp ly cho em nhá. 06 chị Linh Hồng cho em này. Mã này cái chất len rất là mềm luôn mọi người ạ. 06 Linh Hồng cho em này. 06 Linh Hồng em hết này. Em bán có 65.000 là rất rẻ rồi mọi người nha. 06 Linh Hồng em hết này. Em hết mã 06 này nhá. 06 này. 06 cho em này. 65.000 này. Ok Linh Hồng cho em này. Lên cọc lẻ cho em nhanh. Lên tiếp cho em một mã này này. Một cái mã khoác rất đẹp. Cái mã này à đâu? Cái mã này là áo len lông thỏ. Tiếp cho em. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn này. Ôi cái mã này đẹp lắm luôn đấy cho mọi người xem này. Toàn bộ đều là hàng cao cấp của em hết nha mọi người, yên tâm đi ạ, không sợ đâu ạ. Ồ đây, còn đúng 4 chiếc cho em này, yên tâm đi, em không bao giờ em bán hàng vớ vẩn len kiện len kiếc các thứ đâu. Thế nên là mọi người các tình yêu em có đọc tên rồi thì mọi người cho em xin số điện thoại nha. Cái này có 5 cái này, đẹp quá trời ơi. 4 cái này. Toàn mọi người nhìn đồ em này, hàng dày dã man luôn, nó to bằng cái mặt em luôn đấy mọi người. Nó to y như cái mặt của em ý, hàng rất đẹp, màu cực kỳ tinh này. Có 4 cái, mắt này có 4 cái này đẹp quá. Cái này là len lông thỏ để em xem nó là cái gì đã. Toàn bộ đồ là hàng cao cấp mọi người ạ, mọi người giặt yên tâm đi, giặt nhà em không bao giờ sợ luôn này. Bích Phương xin số điện thoại này. Ôi mắt này đẹp chưa. Một mã dáng váy cho em này. Một mã dáng váy len lông cho em này. Một mã dáng váy rất xinh, em mặc mã này cho mọi người lên riêng len nhà em mọi người nhìn này. Len này là len lông nhẹ nhàng nha mọi người, rất đẹp luôn. Mã này cũng sale cho em luôn này. Còn đúng 4 chiếc hôm nay em sale hết cho mọi người, sale sạch như mọi người chia sẻ livestream mạnh tay cho em. View hôm nay lên rất chậm nên thành ra là mọi mã này mặc xinh dã man này. Mọi người mặc cho em này, đây là nó là dáng váy nha mọi người, mặc trùm qua váy này cho em luôn này. Đây cực kỳ xinh luôn này. Mã này không đẹp không lấy tiền các chế luôn. Mã này mặc xinh xuất sắc luôn đây. Có hai cái túi mùa đông mọi người đi legging bên trong nó rất là đẹp này. Túi của nó này cực kỳ xinh luôn. Mã này bán cho em có đúng 4 chiếc, bán cho em giá này là 88.000 ạ. Một cái váy len như thế này không ai có bán cho mọi người 88.000 đâu trời ơi. Toàn trăm mấy thôi mọi người, nhìn chất len này rất cao cấp luôn. Mã bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây? 07 cho em là 08 đúng không? Ngọc Yên Nguyễn có hàng này. Ngọc Yên Nguyễn có hàng cho em này, 88.000 này. 0708 gì đấy mọi người comment cho em nhá. 0707 Hưng Bi có hàng cho em này. Hưng Bi có hàng cho em luôn này, 88.000 này. Ok, 07 chị Thu Đỗ có hàng, váy rất đẹp luôn ạ. 07 chị Thu Đỗ cho em này. Thu Đỗ cho em có hàng luôn này, 88.000 cho em này. Chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em này. Ừ, mã nào, mã này xinh lắm luôn. 07 Hưng Bi có hàng này, cực kỳ đẹp luôn. Mã này mọi người đi bốt nữa. 08 chị Phạm Thúy Anh có hàng cho em này, len rất mềm nha chị Phạm Thúy Anh. 08 chị Phạm Thúy Anh có hàng cho em này. Thế lúc đầu là khách mua một lần xong lúc sau mua không ok. 08 này rất xuất sắc. Khách xem luôn này. Ngọc Yên Nguyễn không biết là có lấy 07 không nhỉ? 08 chốt cho em chị Phạm Thúy Anh này.
88.000 cho em này, ok. Không biết là chị Ngọc Yên Nguyên có lấy 07 không nhỉ? Đây thêm một mã nữa cho em này. Đây là màu len nhá, một cái khoác len nhìn của em này, khoác len rất xuất sắc luôn. Ồ, view hôm nay thề luôn, không thể nào mà chấp nhận thôi. View hôm nay chắc là mạng có vấn đề rồi. Không 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 mã không mã một tiếp này. Mã này comment mã. Đây một cái màu len cam đẹp lắm luôn. Trời ơi. Thề nhìn của em cái áo len này đi ạ, nhìn của em cái áo len này đi ạ. Nhìn của em đi ạ. Trời ơi cái áo len này. Chất thì em nói thật mọi người luôn này, chất này. Chất thì phải gọi là siêu ưng luôn, nhìn của em cái chất này. Eo chất áo len cam này rất đẹp, màu cam này mọi người mặc mùa đông nhá. Eo ấm dã man luôn. Mã này đây, cũng bán cho em luôn, riêng cam này em bán cho mọi người luôn, giá 80.000, không ai bán mã này là 80.000 đâu ạ. Hàng Quảng Châu cho em cực kỳ đẹp mọi người nhìn này. Hàng Quảng Châu rất cao cấp luôn này. Mã này 09 cho em này. Ai? 09 cho em này, 09 cho em này. 09 cho em còn 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, đúng 4 chiếc thôi. 09 xinh lắm màu hôm nay. Ừ, eo đúng rồi đấy, hôm nay tạt vào shop chuẩn luôn, 09 cho em này, xuất sắc luôn, eo thề đấy. 09 chất này rất đẹp, ai nhận được, ai? Thiện Quyên này. Ok, Thiện Quyên có hàng cho em này, mã bao tiền đấy nhở? Bán mặt tìm mấy bao tiền nhở? 80. 80.000 cho em, mã này ai nhận được quá xuất sắc luôn. 09 chốt cho em Duyên Nguyễn này. Duyên Nguyễn cho em này, 80.000 này, ok này. 09 Thu Đỗ, mã này ai nhận được cực kỳ xuất sắc luôn ạ. 09 chị Thu Đỗ cho em này, mã này đẹp lắm chị Thu Đỗ ơi, 80.000 thôi, trời ơi, mã này quá xuất sắc luôn này. Nhìn chất len cho em này, đẹp xuất sắc, cái áo của nó cũng cực kỳ xinh luôn, cái chất len này đẹp thật. Em nói là đẹp thật, đẹp thật luôn. Mã này chất len đẹp, quá là đẹp luôn. Mọi người nhìn mặc này, xuất sắc luôn. Mã này cực kỳ trẻ luôn này. Ok, nhanh tay cho em nhá. Có. Ok, châm fan 09 hết cho em châm fan này. 80.000 một cái, trời ơi, cái màu len này quá xinh luôn. Màu len này mặc tây dã man luôn. Mã bao nhiêu đấy? 09 cho em này, châm fan cho em này. Châm fan cho em, ok này, 80.000 cho em này. Toàn mã len xinh, ok, lên cho em một mã len nữa rất đẹp này. Mã len này em bán, đây là chất len Motogi nhá. Em bán từ cái đợt đầu rồi, cái này còn sót lại này, chị nào chưa mua được thì nhanh tay. Riêng mà Motogi em bảo nó cái hàng mà, cái hàng này là em lấy hàng hãng bên kia rất là đẹp. Hàng này là có một cái hàng hãng ở bên Trung mà, thực ra nhá, em tâm sự bảo mọi người, cái hàng hãng bên Trung ấy mọi người nhìn mọi người tưởng là, mọi người nhìn mọi người tưởng là cái là hãng bên Trung Quốc ấy. Rồi mặc mã này ai mà nhận được cái này. Ưu tiên các tình yêu form to, bởi vì mã này nó là form len dáng rộng này rất đẹp. Mã này mọi người giặt có 10 năm thì cũng không bao giờ bị co, không bao giờ bị co luôn, bởi vì nó là một cái hàng hãng cực kỳ nổi tiếng bên Trung Quốc luôn. Cái mác của nó còn là mác theo nổi ạ. Cái mã này cho em ạ, đây mặc cho mọi người xem. Mọi người mua tặng mẹ cũng xinh nhá, cái màu đỏ đô này mua tặng mẹ rất đẹp, màu đỏ đô pha đen này. Mua tặng mẹ mẹ chồng mẹ ấy này, bởi vì cái áo này rất chất rất đẹp. Như kiểu áo như kiểu là một cái, đây này, mã này mọi người sơ vin cho em, mọi người mặc lên cho em, bởi vì cái form của nó rất đẹp này, mọi người sơ vin với cả chân váy rất đẹp luôn này. Hoặc mọi người mặc lên như này, cái mã này áo váy trùm mâu, nó là áo dáng hơi dáng váy. Chị nào mà lùn lùn tầm khoảng 1 mét mấy đây. Mã này bán cho em, bởi vì mã này em bán rất là nhiều rồi, hàng hãng cho em rất đẹp này. Mã 10 này bán cho em là luôn bao nhiêu đấy? Mã 10 em bán rất đắt, nhưng hôm nay em bán cho mọi người 59.000. Cái mã này chất rất đẹp, em đảm bảo luôn là cái này là em lấy được bên kia hàng hãng. Bình thường cái hàng hãng bên này nó bán một cái áo này rơi vào tầm khoảng độ 200.000 rồi, là bên kia Quảng Châu. Em ôm được cái lô nào rẻ em bảo mọi người là lô rẻ. Đây nhìn của em cái mác này. Áo hàng hãng rất đẹp, cái áo này em gần như 10 linh hồng có hàng, mã 10 linh hồng có hàng. 10 linh hồng, 10 hồng ngọc cho em này. 10 linh hồng cho em này. Linh hồng cho em này, ok ạ. 59.000 này, ok ạ. Mã 10 hồng ngọc cho em, mã này cực kỳ xinh chất đẹp ạ. Hồng ngọc cho em luôn ạ, 59.000 này. Nhìn của em cái tác mác mọi người sẽ hiểu luôn này. Mã 10 cho em luôn này, 10 vest chip cho em này. 10 vest chip cho em này. 59.000 cho em này. 64 cân vừa đấy, bởi vì mã này nó là form ôm dáng freestyle. 10 hương hương có hàng này. 10 hương hương cho em có hàng, 59.000. Mã này hết là không về thêm đâu ạ. Riêng Motogi lần này hết là em không về thêm nhá. Chất rất đẹp luôn này. Mọi người giặt 10 năm không xù luôn ạ. Mã 10 cho em này. 59.000 còn có mấy cái thôi ạ. Mã này form dáng rộng nhá mọi người. Ai Hương Hương có hàng, Hương Hương ok. Chị Hải Yến 2 có hàng này. Hải Yến là đâu, hôm nay không có Hải Yến thôi mà. Chị Hải Yến ấy ở Hương đội cấn. Mã 10 chốt cho em này. Mã 10 chốt cho em, mã 10 chốt cho em, còn đúng 4 chiếc nữa là hết này. Mã 10 đẹp xuất sắc luôn, em bán cho mọi người đây. Em đứng lên cho mọi người xem, mã 10 đẹp lắm với mọi người đây, nhìn của em này. Nó không ấy lắm đâu mọi người này. Dáng form rất đẹp nha, đây mọi người mặc này cho em này. Form rất đẹp luôn, mã 10 nhanh tay cho em này. Mã 10 còn đúng 4 chiếc. Đây cho mọi người xem một cái mác quá xuất sắc luôn. Vest chip có hàng rồi, vest chip ơi. Đây. Hàng hãng bên kia em xem có mấy cái còn giấu vội giấu vàng, bởi vì trong cái lô đấy mã 10 này, 10 ai cũng vừa luôn mọi người nhá. Form ôm này. Mã 10 ok, mã 10 chị Phượng này. Chị Phượng ơi, thế thì để mai em giao hàng cho chị nhá, bởi vì 59.000 mai nhân viên nhà em chưa đơn này. Mã 10 chốt nhanh tay cho em nhá, còn 4 chiếc nữa ạ. À. Đẹp xuất sắc, mọi người mua tặng mẹ cũng xinh, bởi vì hàng hãng.
Hương Hương ơi, ok, Hương Hương có nhìn thấy này, mã 10 Thiện Quyên, có hàng này, Thiện Quyên đơn này đi cọc thẻ nhá. Thiện Quyên cho em 59.000 cho em này, chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nha. Mã 10 chốt cho em chích bông có hàng này. Chích bông 59.000 cho em này. 59.000 cho em này, xin số điện thoại. Mã 10 còn một chiếc nữa, cuối cùng là hết này. Mã 10 đẹp quá. Lên cho em một cái áo màu trắng đi anh. Mã 10 cho em này, còn một chiếc cuối cùng nữa là hết này. Mã 10 này. Ok ok, mã 10 một chiếc cuối cùng nữa hết này, rất đẹp, rất là xinh luôn. Mã 10 này mua tặng mẹ chồng mẹ vợ thì quá đẹp. Mã 10 hồng lê rồi đơn cho em hết này. Chuẩn luôn này, đây len Montuki nhà Quỳnh đẹp lắm này. Không, thực sự là em nói luôn là len Montuki nào em nói đẹp là đẹp. Ok ok chị ấy. Ghim luôn, cho em ghim nhá. Len Montuki nhà em siêu phẩm luôn. Chưa bao giờ là đây, một cái mã nữa rất xinh luôn. Trời ơi. Mã này là một cái hàng hot của em này. Riêng cái mã cổ này em đảm bảo cái chất len này, cái chất áo này cũng đẹp. Hôm nay em nhập riêng cái lô hàng mới về này, toàn bộ gần như là toàn bộ chất nó đẹp hết. Cái mã nào mà chất không đẹp thì em sẽ bảo mọi người là chất này bình thường mỏng nhé mọi người nhé. Đây, mọi người nhìn nó em này. Chất len Montuki này gần như ai có một cái kẻ cổ cao 3 phân như này, bởi vì mặc với cái gì cũng hợp. Thực sự là mặc với cái gì cũng hợp luôn. Cổ 3 phân này mặc cái chất len Montuki rất đẹp, co giãn thoải mái mà chất của nó đanh ấy, nó không bị nhão đâu mọi người nhá. Cái chất áo này len đanh này. Cổ 3 phân cho em, mọi người mặc với cái gì cũng hợp. Ví dụ như mùa lạnh nhá, mọi người chỉ cần mặc thêm một cái áo cardigan ở ngoài là rất là cute rồi. Thế nên là chốt cho em mã này đi ạ. Mã này chốt cho em là bao nhiêu đây ạ? 60.000 cho em một cái áo này này, còn đúng mấy chiếc thôi ạ? 60.000 cho em mã 11 này. 60.000 áo này rất đẹp luôn. Mã này em nhập về em đã thấy biết là nó ăn rồi. Mã này hết sạch luôn. Còn cardigan mọi người cứ từ từ nha, sẽ còn rất nhiều cardigan cho mọi người. Mã này 60.000 cho em này. Mã này mã 11 cho em 60.000 này. 11 cho em 60.000 nhá, còn mấy chiếc ạ? Ok, 11 bé còi đấy, bé còi đi đơn rồi nhá. 11 bé còi cho em này, còn đúng 4 chiếc thôi. Len Montuki này đẹp lắm luôn. Ừ. 11 cái áo len này chất rất đẹp, ai cũng có một cái luôn ạ. Cổ 3 phân cực kỳ xinh luôn. 11 cho em 60.000. Ai? Bé còi cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. 60.000 cho em này, ok này. 11 này Nguyễn Thanh Lan này, mã này cực kỳ xinh luôn ạ. Nguyễn Thanh Lan cho em này. 60.000 này, ok. 11 chốt tiếp cho em nhỉ. 60.000 bằng mọi người mua một cái áo này 150.000 này. Mặc xinh lắm luôn. 11 ok, 11 chốt tiếp cho em này. 11 Hương Hương có hàng này. Chắc chắn mua hàng, chốt cho em, đừng chốt cho vui miệng các chế nhá. Đừng chốt cho vui miệng. Hôm nay view nhà em hơi thấp chứ bình thường mọi người mua, thực sự để mà nói mọi người mua được hàng nhà em là khó, bởi vì sao hôm qua khách comment. 11 cho em một cái nữa này, 11 còn một cái cuối cùng cho em nữa này. Khách nhà em còn comment với em hôm qua là Quỳnh ơi, Quỳnh thực sự là chị xem những cái nhà mà 1.000, 2.000 view, 1.000 view, 5, 8, 7, 800 view còn mua được, nhà em có 300 view nhưng chưa bao giờ chị mua được hàng nhà em cả, bởi khách nhà em rất đông. 11 cho em này, 60.000 này, toàn bộ đều là khách quen hết chứ không bao giờ em bán là bán một lần xong rồi thôi cả. Mọi người mua hàng nhà em ít nhá, mọi người phải quay lại nhà em là gần như là rất là nhiều. 11 còn một chiếc nữa cho em, 11 còn một chiếc nữa cho em 60.000 này. Ok, ai? Đúng rồi, chị Quỳnh này, chị Quỳnh Đặng, má này đẹp, chị Quỳnh Đặng ơi. Quỳnh Đặng cho em này vào vụ rồi, riêng chị Quỳnh Đặng sắm len nhà em rất nhiều rồi này. Ok, một mã này chất rất mịn nhá mọi người nhá. Lên cho em một mọi người lên cho em gì nhỏ, áo khoác nhá, khoác cardigan hay một mã này nữa này. Đây Montuki tiếp cho em này. Hàng này mọi người nhìn cái túi là mọi người biết là xịn rồi này. Mã này cũng còn 4 chiếc này. Toàn bộ đều là hàng rất đẹp này. Màu trắng thì quá hot hit rồi đây. Nhìn của em cái mác này. Nhìn của em cái mác là mọi người biết là nó là áo xịn rồi chứ không phải không. Mã này cũng 60.000 cho em còn 4 chiếc này. Nhìn của em này, mã này rất đẹp. Nhìn của em cái mác này, mã này tầm khoảng mọi người em 55 cân nhá mọi người nhá. 55 cân này, nhìn cái đường viền của nó cũng đẹp này. Mã này còn đúng 4 chiếc 60.000 cho em này. Cổ của nó cũng đẹp nhá. Mã này cổ mọi người mặc với cả cardigan cũng cực thích này. Chẳng nhẽ mã này em giữ một cái, bởi mùa đông hay thiếu những cái kiểu như này lắm, kiểu basic như này mùa đông hay bị thiếu lắm này. Cổ của nó không phải là cổ 3 phân mà cổ tròn nhá, rất xinh này. Cổ tròn rất xinh, cái này 4 cái cho em. Mã này mã 12 cho em này, xinh dã man luôn. 12 cho em này, cái áo này hàng hãng luôn nhá. Mã 12 cho em này, 12 cho em này. 60.000 thì em may vườn comment vừa ấy luôn. 12 Dung Ngô có hàng, nhanh tay cho em, mã này hàng hãng luôn này. Dung Ngô cho em này 60.000 này. 12 ok này, 12 cho em này. 60.000 này ok này, Ngọc Yến Nguyễn cho em này. Ngọc Yến Nguyễn cho em này, ok này. 12 chốt cho em nữa này, còn đúng 2 chiếc em hết. Ai? Phạm Thúy Anh này. Ok, Phạm Thúy Anh cho em mã này, ai cũng nên có một cái luôn bởi vì mã này rất là ấy luôn, cực kỳ đẹp đây. Cái mã này cũng anh lên cho em, còn một cái cuối cùng. 12 còn một cái cuối cùng luôn cho em này. Ok, 12 chính Nguyễn Thúy Chi cho em này. 12 này chính Nguyễn Thúy Chi cho em này. Nguyễn Thúy Chi cho em luôn này, 60.000 ok hết cho em mã này nhá. Đây, đúng lên đúng một mã này nữa thì em lấy cho mọi người cái áo khoác. Mã này mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em. Trời ơi, hôm nay lên view là em chậm, là em hơi bị buồn đấy nha các chế. Đây, một mã này nó cũng cực kỳ xinh luôn. Trời ơi các chế, mã này xinh lắm. Mã này
là lẫn trong cái cọc giày của nhà em, nhưng mà em sẽ bán giá siêu yêu cho mọi người luôn để mọi người mua. Cái mã này mặc rất là mát nhá. Mã này mặc rất là mát này, mặc cực kỳ. Cái chữ này của nó là chữ theo nổi nhá mọi người. Cái chữ này là chữ theo nổi của nó này, chất rất là mát. Chất là mát mà dáng cũng dày dặn, nó là dáng kiểu như là áo len, dáng ôm ấy, nên là mặc những cái chị nào mà béo thì mặc không sợ nhá. Mã này chị nào mà gầy thì em khuyên thật là không nên mặc, bởi vì là cái này là dáng của nó là dáng dáng thủng này. Cái như là cổ em xem này, em quay cái cổ nó kiểu như vậy không, nên gọi cho mọi người bán như này để cho mọi người biết luôn cái cổ như này. Rất là xinh, mã này màu cũng cực kỳ xinh này, xem có phải cái kiểu cổ nó không, em gặp mấy cái kiểu như này. Đúng rồi, cái cổ này của nó là cái mã áo nào nó cũng có cái mượt đường vẹt như này nhá, không phải là rách đâu các tình yêu nhá, không phải là rách đâu nhá. Cái mã nào của nó hôm em gặp này, cái mã nào của nó cũng là có cái đường vẹt như này, mặc rất là xinh. Nếu như mà không thích mọi người về khâu cho em được những cái đường vẹt này, cực kỳ điểm nhấn luôn này. Mã này rất đẹp, mặc với chân váy như em này, xinh đừng hỏi luôn này, mặc với chân váy dáng ôm bomber nhá. Nó là áo dáng này, nó giống nhiều mình giống như kiểu hơi giống áo nỉ một tí ấy, các chế hơi giống áo nỉ một tí này. Mã này chia sẻ mạnh tay cho em ạ. À, mã này chia sẻ mạnh tay cho em này, mã mười mấy đấy. Anh lên lấy cho em mấy cái cọc len Motogi cái nhìn là biết. 13 cho em này, dáng cổ nó này chữ theo nổi rất là đẹp. Mã này mọi người mặc với chân váy cũng đẹp, chị nào mà gầy mặc cũng xinh nữa. Em thấy gầy mặc cũng đẹp đấy. Mã này còn mấy chiếc cho em ạ? Bán cho em mã này là 68.000 một cái len giày lẫn vào nha, em bán cho mọi người 68.000 thôi. Riêng len nhà em này cực kỳ đẹp, mọi người mua không bao giờ được cái giá này đâu. Trời ơi. Ai? Ok, tiếp Nguyễn không giấu, mã này còn có mấy chiếc thôi ạ? 68.000 thôi này. Ủa chất đẹp dã man. Mã bao nhiêu đấy? 13 cho em này, 68.000 bị lẫn thôi chứ còn 68.000 cho em chứ ai đây. Tuyết Nguyễn không giấu cho em này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 13 chốt cho em này, 68.000 mã này mặc xinh lắm, mặc với chân váy cực kỳ đẹp luôn. Nhanh tay, 13 chốt cho em. Thùy Linh có hàng này. Thùy Linh đơn đi rồi nhá tình yêu ơi, Thùy Linh cho em có hàng này. Tuyết Nguyễn có hàng rồi này. 13 đẹp lắm, 13 còn đúng mấy chiếc thôi các chế. 13 còn đúng mấy chiếc nữa thôi. Xin lại số cho anh. Ai? Thùy Linh xin lại số điện thoại Thùy Linh cho em nhá. 13 cho em này, ok này. Ngân 2 chiếc này. Ngân 2 chiếc cho em này, chắc chắn mua hàng hay chốt cho em 68.000 này. 13 ngân 2 chiếc cho em này. Ok, 13 ngân 2 chiếc cho em này, mã này xinh dã man luôn. 68.000 cho em này, ok. 13 chốt tiếp cho em, 13. Trời ơi. Còn đúng 4 chiếc nữa thôi là hết rồi các chế ơi. 13 xinh dã man luôn. 13 Thiện Quyên có hàng này. 68.000 mã này không ai. 13 Thơm Bribra có hàng này. 13 Thiện Quyên có hàng này. 68.000 cho em, 68.000 nha. 13 cho em này, Thơm Bribra có hàng này. Mã này đẹp lắm luôn, chất rất đẹp, em bán 68.000. 13 này, Thơm Bribra có hàng này. 13 Vest Chip có hàng này. Bribra cho em này, 68.000 ok này. 13 Vest Chip có hàng cho em này. Hàng rất đẹp. 68.000 Vest Chip có hàng cho em này. Ok, mã này 13 Thiện Quyên có hàng rồi, còn đúng 2 chiếc nữa. Tình yêu nó nhanh tay thì được này. 13 Thùy Linh có hàng rồi tình yêu ơi. Hồng Lê có hàng này. Còn một chiếc cuối cùng nữa là hết, chẳng em giữ lại mặc. Mã 13 này xinh lắm luôn. Mặc chất rất là đẹp này, form đẹp lắm. 13 Linh Su có hàng này. 68.000 này. Hồng Lê cho em này. 13 Linh Su em hết này. Thùy Linh xin lại số nhá. 13 Linh Su em hết này. Đây anh lên cho em mấy cardigan đây. Một cái áo cũng làm nên siêu phẩm của em luôn. Anh lên cho em một cái cặp váy. Cặp váy 13 này, thế thì 13 Dung Ngô đủ đơn nhá. Hay là 13 này. Đã 13 cho thôi, Linh Su có hàng rồi này. Linh Su cho em này 68.000 này. Dung Ngô sang mã khác đủ đơn cho em nhá. Dung Ngô sang mã khác này, cái một bạn nào có cho số chưa anh? Đơn mới. Xem đơn mới được có cho. Ok. Đây cái mã này làm nên siêu phẩm, siêu Linh phẩm. Xin lại số. Thùy Linh xin lại số cho em này. Em để cho ấy rồi, mã này làm nên siêu phẩm của em luôn. Thì như ở đây này. Nhìn của em này, mọi người nhìn của em, cái ấy đã rất là đẹp rồi. Mọi người mặc mùa này cũng cực kỳ xinh nhá. Đây cho nhìn của em, nhìn của em cái tag mark này. Đã quá là xinh rồi. Mã này làm lên siêu phẩm của em luôn. Gọi là siêu phẩm luôn. Chất mọi người, khi mọi người sờ, em nói luôn là mọi người sờ cái chất này mọi người sẽ không đẹp bằng mọi người mặc lên người ôm fit dã man này. Mọi người sờ cái chất ổn. Sao con này nó bán cho mình cái áo nó kỳ, cái chất nó sờ nó không đẹp nữa ta. Nhưng mà riêng mà cái mã này mặc thì chỉ có mê thôi mọi người ạ. Đây, rất là đẹp luôn này. Mã này em đã mặc rồi mà mã này rất là hot ít. Hôm nay bán cho các tình yêu chia sẻ livestream, mã này hề về đúng 10 cái thôi là hết sạch. Không còn nữa, ai mà mua mã này của em thì chỉ có mê thôi. Mã này mặc rất là xinh luôn này. Cực kỳ đẹp, em ơi, mã này mặc cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì cái dáng tay của nó là dáng tay bồng này. Ngực của nó mặc rất là xinh đây, mọi người nhìn của em này. Mã này mặc ngực đẹp lắm luôn. Mã này mọi người ưu tiên mọi người tầm khoảng từ tầm khoảng 50-55 cân đổ xuống giống em là mặc đẹp nhá. Mọi người tầm khoảng thế thôi, 50-50 cân đổ xuống mặc đẹp giống em thôi. Mã này mặc xinh lắm luôn này.
mặc với chân váy thì siêu đẹp, cái cổ nó là cổ vuông nhá, cực kỳ xinh luôn. Mã này em sale một mã cho các tình yêu chia sẻ livestream, mã này ai mà mua của em rồi thì biết này, mặc ngực to mà rất là eo thon luôn đây, nhìn của em này, mặc với chân váy thì xinh đừng hỏi luôn này. Mã này mặc với chân váy, kể cả sơ vin với chân váy rất đẹp luôn này, sơ vin với chân váy siêu đẹp của mã này luôn này, sơ vin với chân váy thì quá quá đẹp luôn. Mã 14 cho em bán cho em giá như tặng các chế luôn, nhưng em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em 45.000 một cái, quá xuất sắc. Mã này thì không nói nhiều đâu ạ, đây ạ, mặc xương quai rồi mọi người yên tâm, không hề bị béo nhé, bởi nó là dáng cổ vuông hot hit năm nay luôn. Mã này mặc lên mới đẹp này. Mã này bao nhiêu đây? 14 cho em, 14 cho em, cực kỳ đẹp luôn, dưới 53 cân mặc ok cho em. 14 Trần Thị Thái Hiền có hàng này, nhanh tay cho em 14 đen xuất sắc luôn, 45.000 một cái, nhìn độ em cái bao này, 14 hàng hãng cho em luôn, em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream này. 14 nấm Daisy này, Trần Thị Thái Hiền có hàng này. 14 này nấm Daisy cho em này. Nấm Daisy cho em này. 45.000 thôi ạ. Mã này mặc lên mới đẹp nhá. 14 này Trần Thị Thái Hiền này, 14 Linh Nhi này. Trần Thị Thái Hiền cho em này, nhanh tay cho em ạ. Về đợt này là hết sạch không về đâu ạ. 45.000 cho em này. 14 này Trần Thị Thái Hiền này. Trần Thị Thái Hiền này. Đẹp xuất sắc. À chứ là 14 là gì nữa nhở? Giờ Linh Nhi cho em này. 45.000 cho em này, ok. 14 chốt nhanh tay cho em nhà. Mã này mặc rất xinh luôn ạ. 45.000 cho em mã này. Xinh lắm luôn, mã này mặc không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. Đẹp xuất sắc. Mã này mặc xinh lắm, 14 cho em. Về là không hết thêm đâu ạ, 14 cho em này. 45.000 cho em này, heo xinh cho em này. Bán quá rẻ mọi người, nhìn của em cái mác túi như thế này đã xịn, rất là xịn rồi. 14 cho em heo xinh, xinh dã man. Mã này mặc gì này? 14 cho em nhé, em đi đơn thứ hai sản phẩm nhá các chế. 14 cho em này. 45.000, 14 chắc chắn mua hàng, chốt cho em Hồng Hạnh có hàng này. 14 cho em Hồng Hạnh có hàng này. Hồng Hạnh có hàng cho em này, 45.000, trời ơi áo này xinh lắm luôn này. 14 heo xinh, 14 Hồng Hạnh có hàng này. Ok, 14 cho em này. Hết chẳng lại anh ơi, lên cho em cái Motogi, à lên cho em cái cardigan đi. 45.000 một mã này, Hồng Hạnh có hàng này, mã 14 cho em nhá. 14 cho em, mã 14 cho em này. Cực kỳ xinh luôn. Ok, 14 chốt cho em là khuyên phẩm, khuyên phạm à. Khuyên Phạm cho em này, chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nhờ. Khuyên Phạm cho em này. Ok, 45.000 cho em các chế. Ok, mà này hết cho em, mà này hết, mà này hết cho em. Lên cho em cọc lẻ đi, anh cọc lẻ đi, cọc lẻ. Đây này, lên cho em một cái váy mông Togi nữa. Ok, chị Ngân Hà Nguyễn sẽ có một cái chân váy, mọi người cứ từ từ ạ. Có cả len đấy đấy. Lên cho em đây, lên mông Togi này, một cái váy dáng mông Togi nhá mọi người nhá. Nếu như chị nào thấp như em thì sẽ mọi người sẽ mặc thành váy. Cái này là dáng váy cổ, mặc rất đẹp. Em thấy cái cổ này của nó rất đẹp này. Cái này là thêu cho em này. Ok này, cái này là thêu cho em, mọi người thích lên mông Togi lên nốt cho mọi người mông Togi nữa này. Cái này là thêu cho em này, cái mã này thêu cho em này, mã này thêu cho em này. Nó là dáng váy nhá, nó là dáng váy nhá mọi người nhá. Mã này mặc xinh lắm, mặc sang lắm mọi người này. Mã này mặc siêu sang luôn đấy mọi người ạ. Đây. Chị nào thấp như em, mọi người mặc bên trong cái váy như em cũng xinh này. Mặc ở ngoài cái váy, cái quần dạ cho em này. Mã này mọi người là dáng áo váy cho em nhá. Rất là đẹp, mã này bao nhiêu ấy nhở? Dáng áo váy cho em, chị nào thấp thì mặc thành váy nhá. Rất là xinh luôn này. Mã này mọi người dáng áo váy cho em nha. Bên trong mặc quần, giấu quần cũng rất là đẹp này. Mã này còn mấy cái cho em bán cho em 60.000 nốt này. Váy nhưng em bán 60.000 thôi nhá. Mã 15 cho em 60.000 này. Mã 15 cho em 60.000 này. 15 cho em 60.000 này. Mã 15 cho em 60.000 nhá các chế. 15 cho em ạ. Mã 15 cho em 60.000 ạ. 15 cho em 60.000 ạ. Mã 15 cho em, mã 15 cho em, 15 cho em. Mã này quá đẹp luôn này. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn, màu cực kỳ xinh. Mọi người mặc thành váy cũng được, chị nào thấp mặc thành váy cũng được. Mã 15 cho em 60.000 này, mẹ mạ. Quá là buồn luôn, trời ơi. Eo ơi thề luôn đấy mọi người ơi. Phải gọi là siêu siêu chán này. Mạng tình hình tối mạng như này thì không thể livestream được, anh xem một anh cái mạng của em cái. Mã 15 đúng không anh? Mã 15 cho em này, ok, 15 Tuyết Nguyễn có hàng này. Tuyết Nguyễn có hàng cho em này, mã này 60.000 mà không mua thì á, quá là điều buồn cười luôn ấy. 15 Tuyết Nguyễn có hàng dồn đơn, ok này, 15 cho em này. Tuyết Nguyễn dồn đơn cho em này. 15 Tuyết Nguyễn dồn đơn cho em nha, 15 có Tuyết Nguyễn dồn đơn này. 15 ok này, 15 Tuyết Nguyễn dồn đơn này. Mọi người thích lên phao á. Trời ơi, rồi lên phao à. Nào thì khoác, cái khoác này rất là đẹp này. Mã này mà mọi người mà không, em thề luôn đi, chưa buổi tối hôm nào mà nó lại chán tối hôm nay. Vừa bạn chán lại vừa ấy nữa này, cái mã này rất là hot rồi. Trời ơi, cái mã này siêu hot rồi. Cái mã len khoác này rất là đẹp, màu cực kỳ xinh luôn. Mã này mọi người mà không mua nó thì chỉ chịu này.
Một cái mã này em bán giá quá sốc mà mọi người không mua, đó là chịu này. Mã này bán một giá lỗ luôn này. Giá này nó là dáng len cổ như này nhá. Khoác này nó khoác len này, cardigan cho em này. Ai có cái mã này rồi cho em xin review cái. Len kết thì rất là xinh này. Mã này mọi người mặc cực kỳ chanh xả luôn nha. Mã này mọi người mặc cực kỳ chanh xả luôn cho em này. Mã này bán cho em là 80.000 thôi. Nếu không một mã này nữa mà lên không ổn định là mạng mà không ổn định là chắc là em dừng lít thôi này. Mã này 80.000 cho em này. Chốt nốt cho em mã này 80.000 cho em và mã bao nhiêu đây ạ? Len rất đẹp này. 16 cho em này, 80.000 này. Mã này mọi người mặc khoác len với là khoác chân váy cũng xinh này. Mã này mã bao nhiêu đây? 16 cho em này. 16 cho em 80.000. Hôm qua chị nào mua cái mã này rồi thì biết, trời ơi. Mã này hôm qua không có hàng mà bán luôn ấy, thật sự. Mã 16 cho em màu rất đẹp. Hiền Hâm ơi, có thấy Hiền Hâm này, tình hình hôm nay mạng nó hơi bị đơ một tí. 16 chị Thu Đỗ có hàng này. Trời ơi, 80.000. 16 chị Thu Đỗ có hàng cho em này. 80.000 này. 16 Thu Đỗ cho em này. Thu Đỗ cho em này 80.000 này, ok này. 16 Tuyết Nguyễn có hàng này. 16 Tuyết Nguyễn có hàng cho em này. 80.000 này, ok này. 16 chị Nguyễn Phương Liên này. 16 này chị Nguyễn Phương Liên cho em này. 80.000 này, ok này. 16 vét chip cho em này. Bán 80.000 rồi các tình yêu này. 16 vét chip này. 80.000 cho em này. 16 cho em này. Hưng Bi có hàng này. 80.000 này. 16 con 2 chiếc nữa cho em. Áo này rất đẹp này. Tuyết Nguyễn có hàng rồi nhá. 16 cho em nè. Tuyết Nguyễn có hàng rồi này. 16 tiếp cho em này. Thằng Nguyễn ơi, có cái hàng Nguyễn này. Hưng Bi vét chip không nhớ đâu. 16 chốt cho em này. Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em nhỉ. Thôi á Hưng Bi. Không xả đâu nhá mọi người nhá. Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em này. Ok này, 16 chốt cho em này. Đào Thị Hậu có hàng này. Đào Thị Hậu cho em này. 80.000 này. Ok, rất là đẹp luôn. Toàn bộ mã đẹp mà tình hình em xem, anh xem là mấy giờ rồi nhỉ? Bay lớp bay 16 này, bay lớp bay có một cái phao nữa đây anh. Lấy phao cho em đi, chốt phao đi. Ok, chốt phao cho mọi người đủ đơn nhá. 16 bay lớp bay, 16 mẹ Ken em hết này. Mẹ Ken xin số điện thoại mẹ Ken cho em này. Anh lên thêm một cái áo phao đi anh. Lên áo phao đi. Lên phao cho em đủ size nhá. Nhìn đủ size cho em, ok lên phao cho mọi người đủ đơn này. Bay lớp bay có một cái phao này. Nhớ hộ em là phao mọi người kèm cân giúp em nhá. Đào Thiệu xin số điện thoại cho em, mẹ Ken xin số điện thoại cho em này. 80.000 này. Ok Hưng Bi này. Đơn này cũng chuyển khoản, đã nhận được đơn kia xong rồi chuyển khoản, đơn này chị gửi đơn nhá. Cứ dồn đơn vào nhá. 16 này, 16 Nguyễn Phương Liên có hàng rồi mà. Mẹ Ken cho em này. 80.000 này, áo này rất rẻ rồi. Ok, phao dài tay thì em chưa về đâu, em chỉ về. Mẹ Ken xin số điện thoại cho em này, phao dài tay thì em chưa về đâu, em chỉ về phao ngắn tay thôi. Thế là mọi người thông cảm cho em nhá, phao dài tay là em chưa về đâu các chế. Phao dài tay là chưa về đâu, lên phao cho mọi người đủ đơn nhá. Lên phao cho mọi người đủ đơn nha các chế. Lên phao cho các tình yêu đủ đơn nha. Chứ tình hình livestream như này là em buồn lắm. Ok ok đây một mã này. Từ từ lên nốt váy cho em này. Cái váy này rất đẹp luôn. Cái váy này ai mà nhận cái váy thì chỉ có ưng thôi. Cái váy này ưu tiên các tình yêu dáng là dưới 1m6 trở lên nhá. Cái váy này rất đẹp này. Ai mà nhận cái váy này thì chỉ có ưng trở lên thôi. Cái váy này rất đẹp này. Em đã bán cái màu đỏ không biết bao nhiêu cái rồi luôn. Em thề mọi người. Màu đỏ bán rất nhiều. Cái mã này ưu tiên các tình yêu form nhỏ này, chất len rất đẹp. Len co giãn này, cái dáng váy này nhá. Đẹp giống như mọi người đang mặc một cái váy xòe bồng nhá. Dưới lại eo nó thon nhá. Đây em đứng cho mọi người xem này. Em là cao 1m ấy nên là nó đây này. Mã này cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó cùng với cái tông váy của em này, rất đẹp. Mã này cực kỳ xinh luôn. Mã này cho em còn một chiếc duy nhất bán cho em là mã này 90.000 đi ạ. Rất đẹp, rất đẹp. Còn một chiếc này ưu tiên các tình yêu ngắn ngắn nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Mã này rất đẹp 90.000 cho em này. Mã bao nhiêu đây? Một cái váy còn sót một cái váy cho em này. Ai? Trần Hâm đúng không? Hiền Hâm cho em này, ok, mã này chốt Hiền Hâm cho em này. Mai đẹp lắm luôn, mã bao nhiêu đấy? Mã 10 Hiền Hâm cho em này. 17 à, 17 Hiền Hâm này. 90.000 này. Ok, 17 Hiền Hâm cho em 90.000 này. 17 Hiền Hâm thôi, ok hết, mã 17 cho em này. Một cái mã nữa là một cái mã áo len cực kỳ xinh luôn. Mã áo len này cũng rất là đẹp này, mã áo len này cũng rất là đẹp này. Áo len mọi người mặc với quần dạ cực kỳ đẹp, mã 18 cho em này. 18 còn sót một chiếc xả luôn cho em 75.000, mã 18 này khỏi phải chê luôn. Riêng chất len nhà em này. Em đảm bảo chất len nhà em chất len đẹp luôn, không phải lấy hàng len vớ vẩn đâu mọi người yên tâm nha. Trời ơi mọi người siêu yên tâm luôn này. Cái mã len này còn một chiếc này, mã 10 mười mấy nhờ? 18. 18 cho em này, 18 cho em cùng một chiếc này cực kỳ xinh luôn, 18 cho em này.
75.000 thôi, còn sót một chiếc mã 18 này xinh dã man luôn, mặc cái chân váy cũng xinh, mặc cái quần sót cũng xinh này. 75.000 thôi, còn sót một chiếc rồi bán nốt. 18 75.000 cho em này. 18 nhá, mã này ưu tiên tình yêu form giảm rộng này. 18 75.000 cho em này, chốt cho anh. Ai 18 chiếc bông cho em này, đẹp quá trời ơi. Mã này xinh cực kỳ luôn này, 75.000 cho em này. Ok hết cho em mã này, ok. Từ từ đã. Cái áo gì đây ạ? Một cái áo hàng len hàng hãng này, sao nhỉ? Đừng lấy cọc đấy, lấy cọc khác. Một cái áo màu hồng rất là xinh luôn các chị ấy. Trời ơi, cái áo màu hồng bông này nó là khoác, nó là len này, nhưng len này thề luôn mọi người này. Rất là đẹp, len này mọi người mặc với váy cực kỳ xinh nhá, len bông cho em này. Một mã này cũng sale cho em luôn. Còn có đúng mấy chiếc sale cho em luôn. Mã này 65.000 không ở đâu rẻ hơn đâu ạ. Hàng hãng rất đẹp này, cái mã này còn đúng mấy chiếc thôi ạ. Mã này còn đúng mấy chiếc này. Đẹp xuất sắc luôn, len bông mọi người mặc cho em với cả chân váy cũng đẹp. Len này mặc cực kỳ sweat luôn, những cái ngày nào mà mọi người đi kiểu đi đâu chơi với con ý, mặc cùng tông với con rất đẹp này. Mã bao nhiêu đây ạ? Mặc cùng tông với con này, mã này mặc cái chân váy cực kỳ xinh luôn nhá. 65.000 cho em mã bao nhiêu đây anh nhỉ? 19 cho em này. Đi đâu mặc cùng tông với con rất đẹp. Ok chị Ngọc Yên Nguyễn này. Mã 19 mọi người mặc cái chân váy, đi đâu mặc đôi với con này. Đi đâu mặc đôi với con cực kỳ xinh nhá. Em bán cho mọi người 65.000 thôi, để ví dụ như mọi người có đi đâu chơi với con hoặc là mặc những cái này rất là đẹp này, cực kỳ xinh luôn, mua tặng cho bé ở nhà cũng đẹp. 65.000 ok, 19 hàng trần có hàng này. 65.000 cho em này. Hàng trần cho em có hàng này, áo rất đẹp luôn ạ. 65.000 cho em này. 19 cho em này. 19 cho em, 65.000 này. Chuột kít ơi, có thấy chuột kít này, 19 chốt cho em này. Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. Nguyễn Ngân Khánh có đơn cho mình chưa? 19 Nguyễn Ngân Khánh cho em có hàng này, 65.000 thôi ạ. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Ai đầu tiên đấy? Nguyễn Ngân Khánh cho em 65.000 này, hàng trần. Nguyễn Ngân Khánh có hàng nhá, mã này có hàng luôn này. Len bông này rất xinh này, 19 Thùy Linh Phạm có hàng này. 65.000 cho em này, 19 Thùy Linh Phạm có hàng này. Không có đơn nhưng mọi người cố gắng dồn hai đơn cho em nhá. 19 Thùy Linh Phạm. Mã này mọi người mặc đi đâu với con cực kỳ xinh luôn. Thùy Linh Phạm em bán cho mọi người giá 65.000 này. Trần Cherry ơi, có đấy thì Trần Cherry nha. Trần Cherry mã này bông rất là sang luôn, cực kỳ đẹp chứ không phải là ấy đâu ạ. Thùy Linh Phạm. Thùy Linh Phạm có thấy này. Mã này còn này. Ok mẹ Ken đi mức xuống thoại rồi không lên phao cho em nhá. Lên nốt mã phao cho em và chắc dùng lít thôi. Trời ơi. 14, 19 Phường Trịnh có hàng này. Ok mẹ Ken này. 19 Phượng Trịnh có hàng này. Nguyễn Hoa có thấy Nguyễn Hoa mà. Phượng Trịnh cho em này. 65.000 cho em này. Rất xinh luôn, cực kỳ xinh luôn này. Đây nha, lên cho em mã phao này. Phao mọi người thích lên màu gì trước này? Phao mọi người thích lên màu gì trước này, em mặc kèm với váy nhá. Phao này mặc với váy đi. Đây này. Em chưa bán váy đâu nhá, mọi người đừng comment mã váy cho em nhá. Chưa bán váy đâu, cái váy rất đẹp này. Thùy Linh Phạm đi xuống loại, Thùy Linh Phạm cho em. Ủa, váy này cao cấp luôn, màu hồng. Váy này mặc với quần legging cực kỳ xinh luôn. Váy này mặc với quần legging cực kỳ đẹp này. Chị Linh Hồng ơi, ok sẽ lên len mông togi nhá, từ từ cho em này. Váy này mọi người mặc với quần legging này, mặc với váy hoặc quần legging cực kỳ xinh luôn. Váy màu hồng vỏ đỗ này, mọi người mặc cái quần legging bên trong nhá, rất đẹp. Nhưng em chưa bán váy đâu ạ, cái váy này tí nữa bán nhá. Cái phao này là size gì đấy? Phao đen size gì kìa anh? Anh ơi, phao đen size gì kìa? Size S với XL thôi. Mắt này mọi người mặc kèm quần legging cho em rồi lên phao đã. Cái phao này cho em là cái màu này của nó là màu xám lông chuột phao to này. Mọi người mua tặng rất đẹp này. Cái màu này cho em là màu xám này, cực kỳ sang chảnh mọi người nhìn này. Nhìn cái phao cho em rất đẹp. Mà cái mã phao này nhá, mà cái mã phao này là phao dáng rộng. Từ từ đã. Cái mã phao này phao dáng rộng này, ưu tiên các tiêu từ 50 đến tầm khoảng 60 cân mặc ok này. 50 đến 60 cân mặc ok này, rất đẹp luôn này. Mã phao này màu cực kỳ sang chảnh luôn mọi người nhìn này. Mọi người mặc ở đâu mọi người mặc một cái mã phao này thôi rất đẹp. 99.000 cho em bao nhiêu đấy? 20. Từ từ lên mẫu này cho em đã, em lên từng mẫu một, mã 20 cho em này. Màu đẹp lắm luôn, 20 này, em phải giữ một cái mặc mới được. 20 cho em còn 4 chiếc này. Còn 3 chiếc chứ. 20 cho em còn 3 chiếc này, cái này size form dành ưu tiên các tình yêu form to này, bao nhiêu đây? Màu đẹp xuất sắc luôn, màu này nhìn sang mà tây cực kỳ luôn, mã bao nhiêu? 99.000 cho em cái phao này còn 3 chiếc này. Mã 20 cho em còn 3 chiếc, mã này ôi mã này mặc rất là đẹp luôn mọi người nhìn này. Xuất sắc luôn, mã này có đúng 3 chiếc cho em. Màu này tí nữa mọi người comment cho em nhá, 50 55 cân cho em này. Lên cho em một cái phao màu hồng nữa rất đẹp, ơi bị lính lông ở cổ họng rồi.
Cái phao này là size M cho em thì tầm khoảng dưới 55 cân là mặc ok này. Bởi vì cái mã phao này này. Hoa Vũ ok chị Hoa Vũ ơi, chắc chắn là có size XL cho chị Hoa Vũ mà. Cái phao màu hồng này cho một người phao màu hồng này. Cái lông vào cổ họng đây rất đẹp này. Phao này thì cực kỳ xinh luôn. Cái này phao là phao phi, phao là phao bóng nhá. Phao kiểu ấy này, giống như Uniqlo này. Không có phao có tay đâu tình yêu. Em đang phao gilet, phao có tay em chưa về đâu. Phao gilet em còn một ít nữa thôi mọi người nha. Cực kỳ xinh luôn này. Trời ơi xuất sắc luôn. Cái phao gilet này cho em này. Áo chị đang mặc là màu này là màu xám hay sao ấy. Dưới 55 cân là vừa nha. Mã này phao cho em này. Nhanh tay thì còn. Mã này tình yêu là nhỏ nhỏ xinh xinh mặc vẫn được nha. Mã này mã bao nhiêu đây anh? 20 đi. Mã này mã 20 cho em đi. Mã này mã 20 này tùy mọi người đóng nhá. Mọi người có thể đóng cúc trong cúc dưới này. Màu này em đang mặc nó không hợp lắm này. Kỳ xinh luôn. Mã này phao mặc rất đẹp này. Em ơi riêng phao gilet nhà em bán bao nhiêu luôn này. Phao gilet bán bao nhiêu luôn cho các tình yêu đủ đơn nhá. Chốt nốt mã phao này em dừng clip thôi trời ơi. Chứ tình hình hôm nay á 99.000 tình yêu ơi. Một phao cho em là 99.000 này. Được, mã phao này mặc với chân váy xòe mà. 20 chốt Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. 99.000 cho em. Trời ơi 20 này. Mã 20 nhá, phao hồng này mã 20 cho em. Nguyễn Ngân Khánh có hàng này, 99.000 cho em này. Phao mấy chiếc thôi. 20 cho em này, Nguyễn Ngân Khánh này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 99.000 này, ok. 20 chốt cho em này. Chị Tuyết Nguyễn cho em này, yên tâm mọi người mặc ok mà. Tuyết Nguyễn cho em này. 99.000 cho em này. 20 chốt tiếp cho em tình yêu ơi. 20, mã này mặc phao rất nhẹ luôn này. Phao siêu nhẹ, Tuyết Nguyên có hàng nha. Tuyết Nguyên có hàng này. Tuyết Nguyên có hàng nha, Tuyết Nguyên có hàng này. Ừ, Dung Ngô mới chọn được một chiếc à. 20 này không chốt đơn mới đâu. Ninh Nông Tịnh Nguyệt ơi, không chốt đơn mới đâu. Nguyễn Hương Ly ơi, chân váy Thơm Rebra này. 20 này, nhanh tay thì cái phao này không đẹp. Em không lấy tiền cước chế luôn ý. Thơm Rebra này, gần như khách nhà em ai cũng mua một cái phao này luôn. Có 99.000 thôi, ok. Tuyết Nguyên có đơn này. Phao màu rất đẹp và nhẹ nha mọi người, nhìn cái phao mọi người biết này. Siêu phẩm luôn, cái phao này cực kỳ đẹp. Mọi người mua nhanh tay không lúc bao hết mà không có luôn. Tuyết Nguyên có hàng rồi. Đẹp xuất sắc luôn này, phao Quảng Châu này mặc rất nhẹ. Mặc rất nhẹ mà ngồi mặc màu này cực kỳ đẹp luôn, ok này. Không có hàng, không chốt đơn, mà nếu mà Nông Thị Nguyệt lấy thì lấy một chiếc này xong nhà em đi đơn nhá. 20 Nông Thị Nguyệt này. Bình thường em không chốt đâu, hôm nay là ấy đấy. Nông Thị Nguyệt cho em là 99.000 cho em này. Chứ bình thường ít khi chốt đơn 1 lắm. Bởi vì đơn 1 này, mã này mặc xinh lắm. Mọi người mặc với chân váy xòe đây nhá. Em mặc cho mọi người với chân váy xòe này. Không Mira có hàng này. Còn mã này còn mấy chiếc là hết thôi. Đẹp xuất sắc này. Mặc với chân váy xòe cho em nhá. Cái này là em giả dụ như nó không phải là len dài, len vạt như này nhá. Đây, em sơ vin cho mọi người. Đây, mọi người nhìn này. Nguyễn Hương Ly đủ đơn rồi mà. Phao đẹp xuất sắc luôn ấy. Đây mọi người nhìn này. Mặc với chân váy xòe mọi người đi đâu mọi người chỉ mặc cái combo này thôi này. Nhìn vừa kiểu nó lạ mà nó lịch sự ấy, rất đẹp luôn này. Phao này giống như ở bên Hàn Quốc người ta hay mặc ấy. Mỗi tụi em mặc cái áo này thì nó không hợp lý lắm. Mọi người mặc cái áo đen của mọi người thì sẽ đẹp hơn nhá. Nông Thị Nguyệt xin số thoại Nông Thị Nguyệt cho em này. Mã này em còn đúng một chiếc là em hết này. Đây. Đẹp xuất sắc chưa? Màu hồng phấn này, màu xinh ngoài. Châm phan hồng này, ok châm phan hồng cho em này. Là hết này. Châm phan hồng là hết cho em nha, châm phan hồng. Ok, mã này chốt cho ai đây? Mã cho ai đây? Mã bao nhiêu đây? 20 châm pha đúng không? Xinh lắm em, mọi người nhìn mặc như này nó đã xinh rồi này. Mà nó không phải là kiểu nặng đâu. Mã này mặc rất nhẹ luôn này. 99.000 cho em này. 99.000 cho em, xinh lắm luôn. Còn một cái xanh mờ nha. Mã này hết cho em, mã này hết cho em. Linh ca đơn, Linh ca ok để em check này. Bán váy em đang mặc nhá. Cái váy này thì mọi người mặc với quần legging cho em này. Bán đúng nốt một cái váy nữa là em dừng clip này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái váy này ai nhận mà không thích nó là dáng quần váy. Bởi vì mọi người mặc với quần legging cho em rất đẹp này. Dáng váy giạt và xẻ tà. Mặc với quần legging cực đẹp, mặc với chân váy cũng đẹp nữa luôn này. Mặc với quần dạ cũng đẹp này. Mọi người mặc với cả quần legging nha. Mã này mọi người mặc với quần legging cho em này thì xuất sắc luôn. Mã này mặc với quần legging này, áo màu hồng vỏ đỗ. Mã này thực sự rất là đẹp. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tớ có đơn chưa? Có một chiếc nhá. Mã này rất đẹp, bán cho em 80.000. Còn đúng 4 chiếc, em bán đúng mỗi mã này. Xong rồi em dừng clip nha, buổi hôm nay live stream. Mã này bao nhiêu đây anh? 21 cho em này, 21 cho em này, 21 cho em. Ủa dày dã man luôn. 80.000 thôi, mã 21 này cực kỳ dày dặn luôn này. 21 này còn đúng 4 chiếc. 21 này hiện hơn một cái này. Bao tiền? 80. Ừ, 80.000 cho em này. Phượng Trịnh. Ok này, 21 cho em Phượng Trịnh này. Nhanh tay lên, mã này màu hồng vỏ đỗ rất xinh luôn ạ.
21 Phường Trịnh cho em này 80.000 nhá. Mã này không đẹp không lấy tiền, nó chế nhanh tay của em. Mã này thực sự. Ok, 21 Linh Xu này 80.000 này. Ok, 21 Phạm Thúy Anh em hết này. 21 Phạm Thúy Anh em hết này. Mã này màu hồng vỏ đỗ nhá, ngoài màu xinh hơn em mặc. 21 Linh Xu đúng không? Dưới mình ghi gì ta? 21 Linh Xu em hết này. 21 Linh Xu em hết này. Ờ. 21 Linh Xu em hết này. Phạm Thúy Anh em ghi rồi đúng không? Chả biết em đọc ai ghi ai nữa. 21 Phạm nè. Ok, Linh Xu ghi rồi. 21 Phạm Thúy Anh này. 80.000 cho em này. Mấy giờ rồi anh? 10 giờ. Lên một ít Montogi nữa cho các chế nhá, mọi người ngủ chưa? Lên một ít Montogi nữa cho em nhá. Montogi nữa cho em nhá. Anh lên mấy cọc Montogi cho em nữa. Em lên hết nốt mấy cọc Montogi này em dừng clip thôi. Lên cho em nốt mấy cọc Montogi này em dừng clip nhá. Đây rất đẹp này. Áo này thì đẹp dã man rồi, còn một màu đen màu trắng bán cho em luôn là 55.000 đi ạ. Áo này chất cực kỳ đẹp. Đây à? Ừ, chứ là Montogi này là len. Đây. Mã này thì khỏi nói luôn, cực kỳ siêu phẩm rồi nha. Rất đẹp này, mã này thì khỏi về quảng cáo luôn bởi vì chất của nó với kiểu của nó rất đẹp rồi. Còn một màu đen, một màu trắng cho em. Nhanh tay thì còn, chậm chân thì hết nhá các chế. Còn một màu đen, một màu trắng cho em. Quá là siêu phẩm luôn, lên cho em cọc lẻ đi. Lên cọc lẻ hoặc là hè cọc lẻ đi. Mã này rất đẹp, mã bao nhiêu đây? 22 cho em 55.000 này. 22 cho em này, ai? Comment kèm màu cho em, comment kèm màu cho em ạ. 22 cho em này. 55.000 một đen, một trắng cho em nhá. Đẹp xuất sắc, mã này rất đẹp. Từ cái viền gen của nó, nhanh tay, nhanh tay. Ok, Phạm Thúy Anh đen, chị Thanh Kiên màu trắng nhá. 22 cho em này, Phạm Thúy Anh cho em này. 22 này. Phạm Thúy Anh cho em này. 55. Phạm Thúy Anh cho em còn mốt mấy chiếc Motogi em xả nốt này. 22 chị Thanh Kiên màu trắng nha, mã màu trắng cũng cực kỳ xinh luôn. 22 chị Thanh Kiên màu trắng nha. Thanh Kiên cho em này. Đẹp lắm tình yêu. Ok, Phạm Thúy Anh đen chị 22 Thanh Kiên màu trắng cho em này. Lên nốt cho em mấy cọc này đi ạ. Đây len chế vai cho em nhá, len chế vai cho em này. Chỉ có màu này, mọi người lên màu xanh than cho em nữa này. Cái này là len Montogi chế vai, cái mã này mặc với chân váy cũng cực kỳ đẹp luôn. 23 cho em, mã này bán cho em luôn này. Trời ơi em hết đen rồi tình yêu, mã này chế vai mặc xinh lắm ấy mọi người ạ. Len Montogi mà lại còn là màu này nữa, màu này là ngoài màu nó là hơi xanh than một tí nhá, xinh xuất sắc luôn. 22 em hết rồi tình yêu, mã này mặc xinh dã man này. Nó không bị ấy đâu ạ, nó không bị gọi là bị ấy quá đâu. Mã này rất đẹp và chất len rất đẹp này. Mã này cũng còn sót cho em bán cho em 58.000 ạ. Mã này cực kỳ xinh luôn này. Mã này mọi người mặc cho em với cả chân váy rất xinh luôn. Mã này mặc chân váy kiểu như nó điệu điệu ấy. Mà len Montogi luôn. 23 cho em này. 23 cho em một mã này xinh dã man luôn. 23 chị Linh Hồng cho em này. Có 55.000 thôi em bán nốt cho chế nhá. 55.000 cho em này. À 58.000 ok này. 23 cho em này, 58.000 này. Vân Vân 2 này. Ok này. 23 còn một chiếc nữa thôi ạ. Mã này xinh dã man luôn, mặc với cả nó là chất len nhá, chất len ạ. Len em bảo len ạ, nhìn nó em chất ạ. 23 này heo xinh hết cho em này. 23 heo xinh hết cho em này. 23 heo xinh hết cho em nha. Xinh xuất sắc luôn. Em lên nốt Montogi rồi em dừng clip nhá các chế. 23 heo xinh cho em này. Ok, 23 heo xinh cho em này. Heo xinh cho em luôn, mát bao nhiêu tiền nhở? 58.000 ok, 58.000 cho em này. Lên cho em một mã nữa cũng rất là xinh, còn 2 chiếc. Mỗi mẫu còn sót 1 đến 2 chiếc thôi nên em sẽ xả cho mọi người cho hết nha, chứ còn hàng của nó rất đẹp này. Đẹp lắm chị Phạm Thúy Anh ơi, những cái chị đẹp á, toàn mã xinh thôi. Đây mã này rất là xinh luôn, mã này chất len mỏng nha, nói luôn là chất len mỏng dáng lỗ nhưng cổ của nó cực kỳ đẹp. Mã này dành cho những chị nào thích sexy mà mặc với cả quần bò thì thôi siêu phẩm luôn này. Mã này này cổ của nó rất đẹp này. 55.000 cho em này. Ủa mã này đẹp lắm luôn, có đúng 2 chiếc em xả cho các chế 55.000 luôn này. Mã này dành cho chị nào thích sexy này. Mã 24 cho em này. 55.000 này. 55.000 cho em này. Linh Hồng này. Linh Hồng cho em luôn này. 24 chốt tiếp cho em này, xinh xuất sắc luôn. 24 bao nhiêu tiền đây? Còn một chiếc nữa, 24 rất đẹp. Len này chị nào mặc với chân váy rất đẹp luôn này. Ờ 55.000 thôi. Ai? Khuyên Phạm dồn. Ai? Khuyên Phạm dồn hay Khuyên Phạm á? Khuyên Phạm. Ok, Khuyên Phạm cho em này. 55.000 thôi ạ. À. Ok. Lên cho em này, riêng cái mã Balenciaga này em bán cực kỳ nhiều rồi. Balenciaga này chất là len mỏng cho em nhá. Chữ của nó chữ Balenciaga, mã này mặc cực kỳ thể thao. Len mỏng cho em này. Đấy thấy chưa, bạn Vân Trinh bảo ít chia sẻ thì bình thường nhà em rất là không bao giờ ít chia sẻ như này đâu ạ. Mọi người chia sẻ mạnh ủi, mã này đẹp xuất sắc, len mỏng, mọi người mặc kèm chân váy siêu xinh luôn. Form dáng rộng này, chữ Balenciaga cho em này. Đẹp xuất sắc đây mọi người, mã này mọi người mặc với chân váy nha em này.
Xinh đừng hỏi luôn, mai này mặc cái chân váy xinh đừng hỏi luôn này. Xinh đừng hỏi luôn, mai chia sẻ mạnh tay cho em chưa ạ? Mai này mặc rất là mát. Mọi người mặc mùa này mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Còn mấy chiếc cho em thôi, Balenciaga cho em thôi. Cực kỳ đẹp, chia sẻ mạnh tay chưa? Mai này chốt cho áp dụng cho các tình yêu chia sẻ. Hai mấy? 25 comment 5 lần cho em bán 45.000. Mã này 45.000 là lỗ luôn ạ. Mã này rất là đặt đắt luôn này. 25 cho em này 45.000 ạ. Balenciaga mặc chân váy rất đẹp. 25 cho em này 45.000 thôi ạ. Áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream nha. 25.000 cho em này 25 này 45.000 này. 25 cho em này 45.000 này. Balenciaga mẫu này mặc cực kỳ xinh luôn. 25 Vũ Thị Sang có hàng này. Vũ Thị Sang có hàng cho em luôn này. 25 Tuyết Nguyễn có hàng này, chia sẻ livestream em mới chốt đơn nhá các tình yêu ơi. Tí nữa không chia sẻ livestream mà không chốt đơn. 25 Hà Vũ có hàng này. 25 cho em này 45.000 này, ok này. 25 Linh Ca có hàng này, 45.000 này, Linh Ca có hàng này. Ok này, 25 chốt cho em Thơm Rebra này. Thơm Rebra mã này mặc rất là đẹp luôn này. Ok, 25 chốt cho em Hà Vũ có hàng rồi, còn đúng 3 chiếc nữa áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream này. Ai? Linh Nhi cho em này, mã này mặc cực kỳ xinh luôn. 25 còn đúng 2 chiếc nữa, cực kỳ đẹp luôn, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream nha. Còn không chia sẻ livestream là không chốt đơn bởi vì mã này mặc rất đẹp. Ok chị Thanh Thiên, mọi người thích lên hàng hè không? Nếu như mọi người thích lên hàng hè comment hè cho em để em lên hè này. Hè còn rất nhiều váy, lên cho em cả váy ren đỏ đi ngay gần đấy. Hè còn rất nhiều hè, 25 Thúy Hồng có hàng này. Thúy Hồng này, có hàng cho em này. 25 còn một chiếc cuối cùng cho em hết này. Đẹp xuất sắc luôn, 25 mọi người mặc là chất len mỏng của Balenciaga quá hot rồi. Balenciaga mọi người nhìn em mặc của cái, mọi người nhìn em mặt em nó sang chảnh hẳn ra. Mặc cái áo Balenciaga mọi người nhìn em mặc nó sang chảnh hẳn ra. 25 này, còn một người nữa cho em 45.000 này. Nhanh tay cho các tình yêu chưa đủ đơn, dồn đơn cho em nhá. 45.000 cho em này. 25 cho các tình yêu đủ đơn cho em nha. 25 cho em. 25 cho em nha. 25 cho em 45.000 cực kỳ xuất sắc. Trời ơi, 25 cho em, còn một người nữa cho các tình yêu đủ đơn. Ok, mọi người comment nếu mọi người thích lên hè thì mọi người comment hè nhá. Ok, để lên hè mấy cái váy ren đẹp quá, lên hè đi. Anh lên mấy cọc hè cho em. Bán hè luôn. 25 comment 25 cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Bộ Balenciaga 45.000, trời ơi, yên tâm sẽ có chân váy nhá. Nhiều chân váy lắm. Ok, Thu Trang này. Thu Trang là ai đấy nhở? Thu Trang 2 đi. Ok, Thu Trang 2 cho em này. Thu Trang 2 cho em này. Xin số. Còn hình như còn chốt bò một ít mọi người. Đây mã này này, 26 cho em này, 55.000 nồi riêng cái chất len này em bao cho các chế luôn. Ôi giời ơi, đẹp xuất sắc này. Đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Lên len này, mã này len này rất đẹp. Từ ok em lên một ít mông togi nữa rồi em dừng clip cho mọi người nhá. Cực kỳ xinh luôn, mã này không xinh không lấy tiền các chế này. Mã này còn đúng 3 chiếc cho em này. Chất rất đẹp, mã này 3 chiếc bán cho em luôn này, 55.000 một chiếc này. Màu len màu xanh nói thật sự mọi người luôn, riêng len nhà em bảo đẹp là đẹp này. Chất cực kỳ đẹp. Eo ơi thực sự này. 26 cho em nhanh tay thì còn 26 cho em này. 26 cho em còn đúng 3 chiếc 26 cho em này. 26 cho em này rất đẹp luôn ạ. 26 cho em 55.000 này. 26 cho em 55.000 này. Ok chị Quỳnh Đặng có hàng này. Má này mặc cực kỳ xinh luôn, chị Quỳnh Đặng rất rất thích này. 26 cho em còn 2 chiếc nữa ạ. 26 cho em này. 26 cho em Thu Trang có hàng rồi nhá. 26 cho em này. Thơm Lê có hàng này, Thơm Lê này. Ok, 26 cho em này. Quỳnh Đặng có hàng rồi, Thơm Lê có hàng rồi này. Nguyễn Hương Ly à? 26 Nguyễn Hương Ly có hàng này. $55.000 cho em này. Ok, mã này hết này. Trời ơi, còn nhiều mã lắm nhưng mà thôi nhá mọi người nha. Còn nhiều hơn cái này thôi. Còn nhiều mã lắm luôn, rất là nhiều mã luôn các chế. Nên là mọi người lên cho em một anh lên cho em hàng hè đi, lên cho em mấy cọc hè lẻ đi. Lên cho em mấy cọc hè lẻ đi. Một cái áo len như thế này, len này mà ai mua nhà em rồi thì biết này, chất rất đẹp. Len mông tông y nhưng chất rất đẹp, má này bán cho em là 62.000 đi ạ. Má này rất đẹp luôn, em thề mọi người này, chất siêu phê luôn. Em bảo rồi mà má nào đẹp thì em mới dám bán cho mọi người. Eo ơi, thực sự má này đẹp lắm. Lên váy ren nữa này. Má này không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. Má bao nhiêu đây ạ? Cho các tình yêu đủ đơn này. Má này đẹp xuất sắc, ai mặc cũng vừa. Bởi vì nó là co giãn nhưng chất của nó rất đẹp. Nó không phải là chất nhão nhão bình thường đâu ạ. Má này rất đẹp luôn này, còn đúng mấy chiếc cho em này. Má này bán cho em là 62.000, má 27 cho em này.
ơi chị Bùi Thị Thúy ơi, em chẳng hiểu sao mạng dã man luôn chị Bùi Thị Thúy ạ. Cả tối nay 26 này, ok chị Quỳnh Đặng có hàng này, mặc rất tinh luôn này, 26 62.000 cho em. 26 chị Quỳnh Đặng có hàng này, ok sẽ lên hè cho mọi người nhá. 26 Quỳnh Đặng có hàng này, 26 Quỳnh Đặng này, ok ạ. 27 mà. 27 à? 27 cho em này, Quỳnh Đặng có hàng này, 62.000 này, ok này. 27 chốt chị Trần Thị Thái Hiền cho em này, 27 nhá, comment lại cho em này. 27 cho em Trần Thị Thái Hiền, mã này mặc rất đẹp. 27 Trần Thị Thái Hiền cho em này. Còn Trần Thị Thái Hiền cho em này. Thái Hiền cho em này. 62.000 này, ok này. 27 Như Quỳnh cho em này, ghi là công viên nhá. Như Quỳnh hai cái ok hết luôn này. 62.000 rất đẹp, mã này ai cũng nên có luôn. 62.000 một cái, hai cái là bao nhiêu nhỉ? 124.000 đúng không? 124 này, Như Quỳnh này. Như Quỳnh CV là biết nhá. Như Quỳnh CV này. Như Quỳnh CV này là 124.000 này. Ok hết cho mã này. Cái váy này thì là em ưu tiên các tình yêu là mà nhỏ nhỏ cân nhá. Cái váy này mọi người nhỏ cân mặc ok cho em nhá. Váy này chị nào mà nhỏ nhỏ cân mặc ok rồi sẽ lên hè rồi em lên nốt đống này đã. Chị nào nhỏ nhỏ cân mặc cho em cái váy này, em còn 2 chiếc này. Cái váy này ai mà nhận thì em nói thật mọi người luôn, quá xuất sắc. Cái váy len cho em này, váy len cộc cho em này. Trời ơi, hàng hãng của em luôn đấy mọi người ạ. À, cũng là hàng hãng bên kia luôn, không phải là chị nào nhỏ nhỏ đâu. Cái váy này form rộng hơn, em tưởng cái váy cũ đẹp xuất sắc. Cái hàng này là hàng Jessica này, nó là hàng form dáng rộng đấy. Em nhầm mã ấy. Mã này đẹp lắm ấy mọi người ạ. À, thực sự cái hàng váy len này em rất là ưng ý luôn. Váy len cộc thôi nhưng mà màu cực kỳ đẹp. Mọi người mua cái váy len này, giá của nó form rộng nhá. Ưu tiên các tình yêu form rộng này, mã bao nhiêu đây anh? Mã 28 đúng không? Đẹp quá luôn này. 28 luôn này, 75.000 cho em một cái này. Quá xuất sắc luôn, mã này thì khỏi phải nói luôn, khỏi phải nói luôn, em nói thật mọi người luôn. Ưu tiên các tình yêu form rộng mã bao nhiêu đây? 28 cho em này, chất len đẹp lắm, Motogi 28 cho em. Ưu tiên các tình yêu form dáng rộng nhá. 28 mẹ ken này, chất váy này ai mà nhận được thì mê luôn, hàng hãng luôn. Còn 2 chiếc, 28 này. Mẹ ken cho em này. Bao nhiêu nhỉ? 75.000 này, cái áo này rất đẹp, chân váy này hàng xịn luôn đấy. Chả nhẽ em giữ lại một cái thôi, em giữ lại một cái em mặc đấy. Không bán nữa đâu, cái váy này rất đẹp, 28 cho em này. 75.000 nhưng cái váy cực kỳ đẹp luôn, mọi người bên trong của nó sẽ có tag. Cái váy này sẽ có tag luôn này. Đẹp xuất sắc luôn, 28 thu trang dồn đơn này. Thu trang 2 luôn đúng không? 28 thu trang 2 dồn đơn này. 28 này, thu trang 2 dồn đơn này. 28 này. Thu trang 2 cho em này. Ok 75.000 này. Ok hết mã này cho em này. Lên tiếp cho em một mã màu đen. Nhưng màu đen em xem là có một cọc màu đen rất đẹp. Đây. Màu đen này không đẹp không lấy tiền luôn này. Mã màu đen em bán rất nhiều luôn đấy mọi người ạ. Màu đen em phải gọi là em bán siêu siêu nhiều luôn ấy. Màu đen bán này. Cái mã này cổ thuyền nhưng chất của nó rất mịn. Cái mã này lúc đầu em bán là, nói chung mã này đẹp lắm. Không phải là giống, nó không giống như kiểu là cái mã ấy đâu. Cái mã này là lấy trong hàng đắt của em đấy mọi người ạ. Dáng này thì mã này cực kỳ mềm luôn này. Chất rất mềm, len đủ các loại len cho em. Mã này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân thì mặc đẹp cho em nhá. Nhưng em mặc thì em đã thấy đẹp rồi. Chả nhẽ mã này em giữ lại một cái em bán luôn này. À em mặc luôn này. Đẹp xuất sắc luôn này. Mã này em thề mọi người luôn này. Rất là đẹp. Cái gel len này đẹp hơn tất cả mọi thứ len này bán cho em là 70.000 một cái này. Nó đẹp hơn tất cả những cái len em đã bán luôn. Cái len này rất cao cấp luôn. 70.000 cho em là em bán quá rẻ rồi. Còn có mấy chiếc là em hết thôi. Mã này 70.000 cho em, thực sự mã này ai mà không mua thì hơi bị tiếc luôn đấy ạ. Bởi vì nó là len mềm chứ nó không phải là len bình thường em bán nhá. Không phải len cổ thuyền bình thường, nó chất nó cao cấp hơn. Bao nhiêu đây? 29 cho em này. 29 cho em này, đẹp lắm luôn đấy ạ. 29 cho em này. 29 cho em rất đẹp này. 29 cho em này, biết hôm nay là mạng lag mà. 29 cho em này. 29 cho em rất đẹp. Mã này 70.000 em thật mọi người mua không tiếc đâu ạ. 29 cho em này. 29 có đúng 4 chiếc thôi, mã này mọi người không chốt thì hơi phí luôn đấy. Nguyễn Cao Trung Hải ơi, mạng em lag rồi, bây giờ tôi sang mã 29 rồi bà nội ơi. 29 cho em này, đẹp lắm luôn ấy, 70.000 nhưng mã này mọi người mua không bao giờ tiếc luôn. 29 cho em này, 70.000 này. Khoa Nguyễn không giấu này. Khoa Nguyễn không giấu cho em này, 29 thu trang tiếp cho em này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nha. Thu trang 2 cho em này. Bao nhiêu đây ạ? 70.000 này. 29 Hiền Hâm có hàng này. Đẹp quá, mã này đẹp quá, chả nhẽ giữ một cái mà. Ngọc Yên Nguyễn có hàng này. 70.000 này. 29 Ngọc Yên Nguyễn có hàng cho em này, chả nhẽ mã này giữ lại mặc. Đẹp quá. 29 Ngọc Yên Nguyễn cho em này. Ok, anh ơi đưa cho em một cái cọc đi, nó có một cái cọc mà nó phải có một cái cọc len. Ồ 29 Hồng Hạnh dồn đơn này. Hồng Hạnh dồn đơn cho em này. 70.000 cho em này. Ok, mã này hết cho em nha, mã này hết cho em này.
Len cho em nữa này. Len cho em nữa một cái áo len, nhưng mà len này là ưu tiên các tình yêu form dáng rộng nhá. Bởi vì form này của nó là form dáng rộng này. Form này của nó là form dáng rộng cho em nhá. Mã này còn 2 chiếc này. Mã này là len, nó cũng giống như kiểu kia thôi, nhưng nó không phải là kiểu bó, nên là thành ra là dành cho mã này mặc với chân váy rất đẹp. Một hình chất len này. Siêu phẩm luôn. 30 cho em dành cho các tình yêu form to nhá mọi người nhá, dành cho các tình yêu form to ạ. Form to nhá, có thế. Dành cho các tình yêu thích mặc form dáng rộng nhá, mã này mặc với chân váy siêu xinh này, đẹp lắm luôn đấy ạ. Mã này mặc với chân váy rất đẹp này, chân váy này. Xinh dã man luôn. Cái này mặc với chân váy thôi em, chờ nhé em giữ lại. Có đúng 2 cái thôi, mã này chốt cho em đi ạ. 55.000 mã này, 30 cho em 55.000 này. 30 cho em 55.000 này, mã mặc chân váy rất đẹp này. Thực ra là ok 30 cho em này, bán hàng hè đi Quỳnh. Ok chờ em 2 phút để bán hàng hè. Ok 30 Thúy Hồng có hàng này. Đẹp lắm, chất này đẹp. 30 Thúy Hồng có hàng này. Bao tiền nhỉ? 55.000 thôi. Đẹp quá, 30 Thúy Hồng có hàng này. Linh Su có hàng này, 55.000 thôi ạ. Chất này mọi người mặc với chân váy cho em nha. 30 Linh Su có hàng này, đẹp quá. 30 Linh Su có hàng này, chất này mặc mềm mọi người ạ. 30 Linh Su cho em này. 30 Linh Su cho em có hàng này. Ok, lên cho em ít hàng hè nhé. Lên cho em cái váy ren đi anh. Váy ren cho em đi. Cái mã này màu kem cũng rất xinh này. Vì nó là màu kem nên em mới cũng xa sale rẻ cho mọi người này. Áo này rất đẹp. Chất của nó rất đẹp, màu kem siêu phẩm luôn. Mà cái kiểu của nó rất cũng rất xinh. Mã này mọi người mặc với cả chân váy cũng đẹp này. Mọi người Nguyễn bảo thấy tóc tên mà không ghi. Thì tí nó check cho. Mã này chốt cho em mã bao nhiêu đây? Ừ, mã 31. 31 cho em này, 31 cho em này, rất đẹp này. 31 cho em cực kỳ xinh này. 31 mọi người mặc với chân váy cũng đẹp nha. Đây, mặc với chân váy xếp ly này. 31 cho em 55.000 luôn. Mã này không đẹp, không lấy tiền các chế. Nó cũng giống như kiểu kia nhưng tay của nó là cách điệu hơn nhá. Cực kỳ xinh này. 31 rất đẹp luôn này. Chất len mông togi, mọi người nhìn chất len cho em này. 31 cho em, 31 cho em này. Còn đúng 3 cái này. Đẹp quá, nhìn len. Dung ngô 31. 31 dung ngô có hàng này. Màu kem nhá, 31 rất xinh này. 31 dung ngô này. 55.000 thôi. Quá đẹp luôn này. Mà 55.000 là lỗ mẹ luôn ấy. Hàng này hàng cao cấp luôn này. 31 dung ngô này, 31 thủy, 31 dung ngô cho em này. 31 giang trà cho em này. 31 giang trà cho em này. Còn một chiếc nữa này. Đẹp lắm, 31 giang trà, 31 nhật xù em hết này. 31 giang trà nên lên váy ren cho em nhá. 31 giang trà này. 55.000 cho em phải lên váy ren cho mùa em cưới nhá. 31 nhật xù em hết này. 31 nhật xù em hết nào, lên váy ren cho em nhá. 31 nhật xù em hết này. Cứ từ từ góp chế. Mai bao nhiêu tiền đấy nhở? 55.000 thôi. Hai cái váy ren này cho em này. Đây, hai cái váy ren này cho em này, rất đẹp nhá. Ren này thì nói chung là mã này em cũng sale thôi, bởi vì là cuối vụ rồi mà. Đấy là nói luôn ạ, à, váy ren maxi này. Mọi người mặc thì đẹp xuất sắc luôn, em mặc cho mọi người thích em mặc cái váy ren này, mặc lên form chuẩn đét luôn. Em thích cái váy ren này em sẽ mặc cho mọi người. Bên trong có lớp lót nên không sợ hở đâu ạ. Cái váy ren này mọi người mặc đi ăn cưới thì nổi bật hơn cả cô dâu hoặc đi dự xịn. Dạo này chẳng chút chị thấy như Giang Trà bật mạnh trưởng luôn. Trời ơi chị Giang Trà ơi, em còn hỏi là dạo này tại sao không thấy chị đâu. Tại sao dạo này chị Giang Trà khách nhà em, hôm qua bộ xếp đơn nó chế. Còn bảo là tại sao không thấy chị Giang Trà đâu, mà này em mặc lồng với váy nhá. Có xinh không đã này. Trưởng Giang Trà bị ẩn lòi ra. Mà này còn đúng 2 chiếc này, bán bao tiền thôi. Mà này xinh chưa này. Mùi đi dự event mặc mã này rất xinh nhá. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Trời ơi 32 bao nhiêu cân đây chỉnh chị Trần Chi ơi. Mặc cực kỳ xinh. Mỗi tuần là em đang mặc cái váy mọi người nhìn này. Em đang mặc cái váy ở bên trong mà nhìn này. 32 mọi người, mã này dưới 55 cân mặc ok cho em nhá. Đẹp chưa. Em đang mặc mọi người nhìn này. Em đang mặc cái váy to đùng ở đây mà không bị lộ một tí nào luôn này. Mã này mặc xinh dã man luôn này. 32 chốt cho em mã này cho em là 80.000 thôi này. Ren đẹp, à, chất ren đẹp nha. Ren vừa, ren không phải ren vừa còn 32 cho em này. 80.000 thôi. 80.000 thôi mọi người, sờ cái chất len này mọi người mê luôn này. Chị bao nhiêu cân? Mã này dưới 55 cân là mặc ok nhá. Bởi vì sao em đang mặc một cái váy rất to ở đây. Thế nên là nó mới có cái tình trạng này. Chứ nếu không là không có tình trạng này luôn ý. 80.000 cho em này, đẹp lắm luôn. Mã này mọi người gầy cũng mặc được bởi vì nó ôm sát body này. Chất ren em bao cho các tình yêu luôn. Mọi người nhá, từ tầm khoảng 48 cân đến 55 cân là vừa nhá. Mã này mặc rất đẹp. Ren cực kỳ xinh luôn. Bởi vì em đang mặc một cái váy rất to. Thế nên là thành ra nhìn nó mới to thôi. 32 cho em 80.000 một cái. Mọi người mua nhanh lên đi dự event này. Ren đẹp bên trong có lớp lót nhá. Mặc rất là xinh luôn. 32 cho em 80.000 một mã này. Váy này mọi người mặc đi dự event rất xinh nha. Chẳng qua là em đang mặc cái chân váy, chứ mã này em mà mặc bình thường không thì
siêu gen luôn, bởi vì nó đẹp rồi nhìn này, mà cái chân váy nó rộng như này mà nó không không lộ. Em xuống cân em thấy khủng. Em 55 cân mà, xuống cân đúng má. Em 55 cân mà. Chị vịt bầu. Ok, 32 chị vịt bầu này. Có 80 nghìn thôi các chế. Vịt bầu có hàng này. Một người mặc 48 cân mặc vẫn ok nhá. Ok chị Giang Trà. Thằng nào nhân viên nhé, xếp đơn mà. Ôi dạo này 32 này, 32 chốt cho em này. Ngọc Thúy có hàng này, Ngọc Thúy này. Sao hôm nay rẻ thế, hôm nọ em mua. Ừ hôm nay rẻ mà. 32 đấy mọi người nhìn này, Ngọc Thúy này. Mọi người mua hàng, mọi người biết này. Ngọc Thúy cho em này, 80 nghìn này. Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em nha. Đây lên cho em hai cái gen Quảng Châu nữa này. Ôi gen này cầm nặng thịt luôn, gen này đúng kiểu mọi người đi ăn đám cưới này. Đẹp lắm, trời ơi, gen này cao cấp luôn này. Đây gen này cũng cao cấp luôn này. Dành cho các chế mà đi ăn đám cưới này. Gen này đẹp lắm luôn này, ôi cái váy gen này rất đẹp này. Gen này có 2 chiếc cho em. Cái hàng này hàng hãng luôn cho em này. 99 nghìn cho em gen này, mọi người mà không mua thì hơi phí luôn này. Có 2 size cho em, 1 size là 2 size M cho em các chế, tầm khoảng từ 45 cân đến tầm khoảng 49 cân mặc ok cho em. Cái váy này không mua hơi tiếc. Thực sự nó ra form dáng xòe, không mua hơi bị tiếc luôn ạ. 34 cho em này, 34 đẹp xuất sắc luôn. 45 cân đến tầm khoảng 48 cân mặc đẹp xuất sắc luôn, 99 nghìn này. 34 nha, 34 cho em này. Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. 34 này, Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. Và Ngọc Khánh có hàng, và Ngọc Thúy có hàng luôn này. Bao tiền? 99 nghìn thôi ạ. Và 34 Ngọc Thúy có hàng luôn này. Đẹp lắm luôn này. Ngọc Thúy xin số điện thoại, Ngọc Thúy chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Bởi vì váy này rất đẹp luôn ạ. Nếu mà không mua thì xin đừng nói lời cay đắng lên hè tiếp cho em nha. Đẹp xuất sắc luôn này. À đây. Đây bây giờ mới là cái mã này đây. Cái mã này thì còn một phát. Ôi đẹp chưa? Trời ơi, cái này là em bị sót một combo này. Trời ơi, cái combo này là combo. Ôi đẹp chưa này? Cái quần của nó xuất sắc luôn này. Ngọc Thúy xin số điện thoại Ngọc Thúy cho em này. Nào. Đây nha mọi người, bán cho em này. Cái này sót cho em này. Rất đẹp luôn này. Cái này được tặng kèm cả một cái áo dây cho em này. Đây nha. Combo 1 cho em này. Đây em bán cả 3 thứ này cho mọi người luôn này. Đây này mọi người nhìn thấy không ạ? Mặc rất là xinh này, một cái áo dây như này, em không biết em mặc đúng hay sai áo dây này. Một cái áo dây nhá, có một cái áo dây đen này. Có một cái áo dây đen này, một cái áo ren và một cái ấy này, rất là đẹp luôn này. Đây nha mọi người. Áo dây đen này mã 35 cho em này. Đấy rất là xinh này. Mã này có một cái áo dây đen nữa này. Tặng kèm cho mọi người áo dây này, chất rất là mềm này. Một cái áo dây đen cho em này. Và một cái quần culotte, quần này mà không đẹp hơi phí luôn. Cả combo này 100.000 cho em. Quần này không đẹp hơi phí, mã này 35 nhưng mọi người tầm khoảng 47 đến 44, 47, 48 cân mặc đẹp này. 47 cân cho em này, xuất sắc luôn. Cái quần này không đẹp hơi phí ạ. Quần dáng váy ạ, không đẹp hơi phí, combo này 100.000 cho em. Không đẹp hơi phí thật sự luôn này. 46 cân, 47 cân mặc ok combo này cho em nhá. 35 cho em này. Không đẹp là hơi bị phí luôn, 100.000 cho em, 35 cho em. Combo này không đẹp hơi phí này. 100.000 cho em, 46-47 cân nhá. 35 cho em này, 100.000 này. Combo này không đẹp hơi phí thực sự luôn. Cao cấp 35 cho em, 35 cho em, 100.000, cực kỳ xinh luôn. Lên cho em biết đồ này đi anh. Có một cọc kia thôi, hai cọc kia thôi. Ờ, lên cho em đi thôi, này cọc này cho em. 35 xinh lắm, ok này. 35 chốt cho em, Nguyễn Ngân Khánh này. Chắc chắn mua giúp em nhá. Chắc chắn mua này, Ngọc Thúy có số điện thoại chưa anh? Nguyễn Ngân Khánh cho em này, nếu như bom đơn là em không chốt đâu nhá. Nếu như mà xác định mua mà bom đơn hoặc là chưa có lương lấy thì em không chốt đâu nhá, bảo với em trước nhá. Không lúc mà em gửi tiền cho mọi người đơn thì ấy này. Không đẹp hơi phí. Chốt cho em, anh đưa cho em cái cọc kia đây Tú. Thôi mọi người hàng hè nhiều lắm nhưng mà em lười bán quá nè. Lên cho em ít combo len à, lên cho em ít combo Motogi nữa em dừng nhá. Combo Motogi đẹp lắm luôn này, em lên cho mọi người combo này. Cứ 100.000 hai cái cho em Motogi này, cực kỳ xuất sắc luôn, em bán giá quá sốc cho mọi người này. Một cái áo này cho em này, một cái áo gilet cho em này, gilet đẹp xuất sắc này. Một gilet cho em này, cứ 100.000 hai cái cho em này. Một gilet cho em và một cái áo len này. Cái này ưu tiên các tình yêu form dáng rộng nhá. Cái này rất đẹp này, 100.000 hai cái cho em. Nhanh tay thì còn này. Em còn một ít gen Motogi nữa thôi, còn tầm khoảng độ 20 cái nữa thôi, có nghĩa là tầm khoảng 10 combo nữa thôi, 100.000 hai cái này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em này, bao nhiêu đây anh? Ba mấy? 36 cho em này, 100.000, combo rất đẹp. 36 cho em này, ừ có bán hàng hè tình yêu ấy. 36 cho em, chốt em đi. Thúy Hồng ơi, có nhìn thấy Thúy Hồng mà, có nhìn thấy Thúy Hồng mà, Thúy Hồng có hàng. 36 Thúy Hồng này. Ok, cứ 100.000 hai cái cho em nha. Em không phải là chọn hàng đâu nha. Cứ có cái gì là em bốc cái đấy nha. Đây mọi người nhìn này, cứ có cọc này em bốc cọc đấy luôn này. Toàn hàng hot hit này, cứ lấy hai cái một nhá. Chị nào mà nhanh tay thì được này. Đây, combo này tiếp cho em nữa này. Một cái áo này mọi người mua tặng mẹ cũng rất đẹp này.
có hình hoa thêu này, cực kỳ đẹp luôn. Cái áo này mọi người biết rồi, bình thường em còn bán giá rất là cao luôn này. Mọi người mua tặng mẹ cho em nhá, một cái áo này màu nâu này, rất là đẹp, huỳnh thêu này. Mua tặng các bà, các mẹ thì ưng lắm luôn, chẳng nhẽ em để cho bà ấy mặc. Tôi mã này chẳng để cho bà ấy mặc đây. Tôi để cho bà em cái áo này đây, đẹp xuất sắc nhưng mã này hơi rộng này. Có mua hai cái đi, hai cái đều là form dáng rộng hết nhá các chế. Đẹp xuất sắc luôn, trời ơi. Hai cái đều là form dáng dài thì những chị nào thích mặc form dáng dài, hai cái 100 này. Hai cái 100 cho em 37 cho em này, đẹp lắm luôn, 37 cho em này. Hai cái đi 100.000 này. Eo len mông tu ghi mà em bán rẻ như cho ấy. Anh ơi đơn chị Nguyễn Hải đâu anh? Bao nhiêu đây? 37 thì phí có hàng này, đẹp lắm luôn, 100.000 hai cái này. Ai mà theo dõi em để em biết một cái của em đã có khi gần bán bằng gần bằng ấy rồi. 37 thì phí có hàng này. Cứ combo này em không nhặt, em không chọn đâu nhá mọi người. Cứ combo hai cái một em lấy này. Không có chuyện chọn đâu, tùy theo đàn mình thích cái nào thì lấy cái đấy này. Bởi vì rất nhiều mã đẹp này, combo một ôi áo này đẹp xuất sắc, áo này đẹp thế. Áo này em rất thích, chẳng nhẽ áo này không bán nữa này, áo này em đã bán rất nhiều rồi này. Đây. Áo này nó không mịn mỏng quá đâu, hai cái này đều nó vừa phải nhá, rất đẹp này. Hai cái này đều là hàng cao cấp luôn này, ai mà thích cái áo này thì biết này. Mã này mọi người tầm khoảng nó dưới 55 cân mặc đẹp cho em hai cái mã này nhá, rất đẹp này, 100.000 hai cái, đều là hai cái đẹp xuất sắc của nhà em luôn. Ai cũng đều mua cái áo này đều thích luôn, bảo là eo của người chất này đẹp lắm. 38 cho em này, 100.000 hai cái này, chắc chắn mua hãy chốt cho em nhá. 38 cho em này, 100.000 hai cái này. Mồi đừng mô công. Ai khuyên Phạm cho em này, chắc chắn mua hãy chốt cho em nhá. Hộ em với này. Còn nếu mà xác định bom thì đừng chốt, không khổ thân em. Đây, em không chọn nhá, combo này đây hai cái cho em. Eo ai mà nhận được combo này thì cực kỳ đẹp luôn. Combo này quá hot hit, thực sự cái combo này cực kỳ đẹp. Riêng cái áo len cổ nó tay đá đã cực kỳ đẹp. Một cái mã này mọi người mua ở ngoài đã phải tầm khoảng 180 rồi. Đây nữa này. Combo này ai mà nhận được cũng cực kỳ xinh. Một cái áo nữa này. Áo len màu kẻ này, dáng rất basic, hai cái này rất basic này, 39 cho em này, đẹp quá. 39 này. Ai? Ngọc Thúy ở đâu? Ngọc Thúy ở đâu? Phú Thọ Ngọc Thúy ơi. 39 cho em, bao nhiêu ở đâu? Ở đâu Lâm Thao đấy, Ngọc Thúy em ở Lâm Thao nè. 39 cho em này, nhưng mà em không hay về quê nên là em không ấy. 39 cho em này. Ai? Như Quỳnh cho em này, Như Quỳnh CV à? CV cho em 100.000 hai cái này. Ok nha. Đây mọi người nhìn này, em không hề nha, em không hề ấy luôn này. Không hề chọn hàng luôn này. Đây hai cái này rất là xinh này. Mã này ai mà nhặt được hai cái màu này? Bản nguyên có, bản nguyên ở gần trường trung học cơ sở Lâm Thao đúng không? Mã này màu quá tây luôn, thì ai mà nhận được áo này mặc với chân váy thì hot cực kỳ luôn này. Hai cái này mặc với chân váy đều đẹp, một cái áo đồng.